Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 174. Ám ẩn gật đầu, Triệu gia này và nhà họ Vương đều là tộc lớn đương thời, cũng là gia tộc từng xuất hiện cao thủ mệnh chi cảnh. Thế lực lớn mạnh. Diệp Huyên cười nói, bọn họ chuẩn bị tiêu diệt ta thế nào? Ám ẩn trầm giọng nói, chuyện này ta không biết, ta chỉ biết, bọn họ đã tập hợp gần 28 cao thủ nguyên thần cảnh. 28. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, mẹ nó, cao thủ nguyên thần cảnh từ khi nào lại trở nên không đáng giá đến vậy rồi? Có bệnh gì à? Như vậy sao có thể giả vờ tiếp được chứ? Ám ẩn lại nói, rõ ràng, bọn họ không muốn đánh giá thấp tiền bối, nhưng có lẽ bọn họ không biết, tiền bối thật sự là mệnh chi cảnh. Đừng nói là 28 cao thủ nguyên thần cảnh, cho dù là 280 cao thủ nguyên thần cảnh cũng chỉ là đám kiến mà thôi. Diệp Huyên. Ám ẩn lại nói, tiền bối, bọn họ có thể sẽ red eye trong mấy ngày nữa. Diệp Huyên cười nói, tại sao hai nhà bọn họ lại có thể tập hợp được nhiều cao thủ nguyên thần cảnh như vậy? Ám ẩn nói, ở bên trong, các gia tộc lớn như vậy bình thường đều rất thâm sâu, có mười mấy cao thủ nguyên thần cảnh cũng là chuyện bình thường. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Ám ẩn trầm giọng nói, tiếp theo tiền bối tính toán thế nào? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, còn có thể tính toán thế nào? Đương nhiên là tiêu diệt. Ám ẩn gật đầu, nếu tiền bối ra tay, muốn tiêu diệt hai tộc, đương nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Diệp Huyên lại lắc đầu, ta không ra tay. Ám ẩn kinh ngạc, tại sao? Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đám kiến như vậy, há xứng để ta ra tay sao? Ám ẩn do dự sau đó nói, như vậy cũng đúng, chỉ là, nếu tiền bối không ra tay, vậy nếu bọn họ nhắm vào tiền bối. Diệp Huyên cười nói, người nghe lệnh ta là được. Ám ẩn vội nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn ta lẳng lặng biến mất, đã ẩn nấp rồi. Sau khi ám ẩn rời đi, Diệp Huyên có chút đau đầu. Mẹ nó! 28 cao thủ nguyên thần cảnh. Như vậy cũng quá coi trọng bản thân hắn rồi. Cho dù đám người hư vọng, chắc chắn cũng không đánh được, hơn nữa hắn không thể không ra tay. Nếu không ra tay thì đám người hư vọng chắc chắn sẽ không đấu lại người ta. Đau đầu, Diệp Huyên càng nghĩ càng đau đầu. Thật ra hắn đã muốn chạy về tìm dì Đinh rồi. Có một luồng kiếm quang của dì Đinh trong tay, còn sợ ai? Nhưng vấn đề lại, hiện tại dù hắn chuồn đi, sợ là cũng không kịp rồi. Đối phương chắc chắn sẽ không để hắn quay về học viện nữ tử. Diệp Huyên vội nhìn Dương Niệm Tuyết. Hơi thở Niệm tỷ vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có dấu hiệu đột phá. Thấy vậy, Diệp Huyên lại càng đau đầu hơn. Chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Ngay lúc này, một cô gái đi vào trong phòng, hư vọng quay đầu nhìn cô gái, hai mắt nheo lại, kiếm Thanh Huyên trong tay cũng dao động, đang định ra tay, thì lúc ấy, Diệp Huyên bỗng nói, để nàng ta đến. Người đến chính là Hung Nghê. Hung Nghê đi đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta liếc nhìn hư vọng, sau đó nhìn Diệp Huyên, cười nói, chúng ta nói chuyện chứ. Diệp Huyên gật đầu, hư vọng, cô đi giúp Huyền Cơ lão nhân đi. Hư vọng khẽ thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, Triệu gia và nhà họ Vương đã tập trung 32 cao thủ nguyên thần cảnh rồi, không những vậy, bọn họ còn thuê một vài sát thủ nguyên thần cảnh đánh thuê ở nơi khác đến. Ước tính ít nhất cũng phải 50 cao thủ nguyên thần cảnh. 50. Diệp Huyên nhếch miệng, bọn họ điên rồi sao? 50. Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, trách ai? Trách bản thân ngươi ấy. Tự ngươi giả vờ cho cố vào. Người ta không dám xem nhẹ ngươi đấy. Diệp Huyên. Hung Nghê tiếp tục nói, với tình hình trước mắt mà nói, ta cảm thấy ngươi xong rồi. Vì bọn họ sẽ không cho ngươi quay về học viện nữ tử, mà dù ngươi quay về học viện nữ tử. Thì kiếm quang của dì Đinh cũng chưa chắc đủ. Nói xong, nàng ta cười như không cười nhìn Diệp Huyên, giả vờ lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng sắp xong rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên vô tình, hình như ngươi rất vui sướng nhìn kẻ gặp họa. Hung Nghê cười hi hi, rất vui, ha ha. Diệp Huyên. Hung Nghê lại nói, ngươi lấy được gì từ trong di tích cổ kia? Diệp Huyên cười nói, mấy mạch khoảng cực phẩm.
Hung Nghê trầm giọng nói, chẳng trách bọn họ bỏ ra nhiều như vậy nhắm vào ngươi. Mấy mạch khoáng cực phẩm cũng có thể khiến bọn họ đào tạo ra được một cao thủ mệnh chi cảnh rồi, bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tiếp theo ngươi định thế nào? Diệp Huyên im lặng. Dự định. Hiện tại hắn muốn ẩn nấp. Hung Nghê nói tiếp, bây giờ ngươi cũng không thể chạy, nếu chạy đi, bọn họ sẽ kiêng dè gì cả, bọn họ bây giờ đối với ngươi vẫn còn chút e sợ. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi thấy ta nên làm thế nào? Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, gọi người. Diệp Huyên cười nói, gọi ai? Hung Nghê nhìn thẳng Diệp Huyên, gọi người sau lưng ngươi. Người sau lưng. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, hắn cũng muốn gọi, nhưng, hắn căn bản không cảm nhận được Thanh Nhi, hắn cũng không muốn bản thân đi gọi Thanh Nhi, chuyện gì cũng làm phiền đến Thanh Nhi, há chẳng phải rõ ràng bản thân chỉ là tên vô dụng sao? Đương nhiên, nếu người khác đi tìm Thanh Nhi, thì không liên quan gì đến hắn. Còn về cha, hắn đã quên mất cái người này rồi. Hung Nghê lại nói, người ngoài việc gọi người thì không còn con đường khác. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Trong sân, Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, hắn lắc đầu khẽ cười, bản thân có sóng to gió lớn nào mà chưa từng gặp chứ? Chẳng phải chỉ là hơn 50 cao thủ nguyên thần cảnh thôi sao? Bên trong điện, Diệp Huyên im lặng không nói. Trong đám mây nơi nào đó, Triệu Thanh tìm đến Triệu Thần Tiêu và Hoa Nguyên Thần. Triệu Thanh cười nói, hai vị, có hứng thú gia nhập cùng chúng ta không? Triệu Thần Tiêu khẽ cười, Triệu gia chủ, vị kia là mệnh chi cảnh đấy. Triệu Thanh lắc đầu cười, có phải mệnh chi cảnh hay không? Trong lòng hai vị chẳng lẽ không đoán được gì sao? Triệu Thần Tiêu cười, không nói gì. Triệu Thanh còn muốn nói gì đó thì Hoa Nguyên Thần ở bên cạnh bỗng cười nói, các người cứ nói chuyện đi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Triệu Thanh nhìn Hoa Nguyên Thần, rồi nhìn Triệu Thần Tiêu, Triệu Thần Tiêu cười nói, Triệu gia chủ, chuyện ta không tha ra. Cáo từ. Nói xong, gã ta cũng quay người biến mất nơi chân trời. Triệu Thanh đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu khẽ cười, nhát gan. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Ở bên kia, Hoa Nguyên Thần nhẹ giọng nói, bọn họ muốn ra tay với Diệp Huyên kia. Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, rõ ràng, bọn họ cảm thấy Diệp Huyên kia không phải là mệnh chi cảnh. Hoa Nguyên Thần cười nói, ngươi thấy thế nào? Triệu Thần Tiêu lắc đầu, vẫn là câu kia, cho dù hắn có phải mệnh chi cảnh hay không. Chắc chắn hắn không phải người thường. Triệu Thanh này tìm đến hai chúng ta, chẳng qua cũng là muốn để hai chúng ta làm bia đỡ đạn mà thôi. Hoa Nguyên Thần cười nói, ngươi xem trọng ai hơn. Triệu Thần Tiêu im lặng một lúc rồi nói, nếu Diệp Huyên kia không phải mệnh chi cảnh, thì hắn xong đời rồi. Hoa Nguyên Thần nói, hắn không phải mệnh chi cảnh. Triệu Thần Tiêu cười nói, dựa vào đâu? Hoa Nguyên Thần nhẹ giọng nói, nếu hắn là mệnh chi cảnh thì đỡ sớm một tát tiêu diệt Triệu gia và nhà họ Vương rồi. Triệu Thần Tiêu cười nói, quả thực vậy. Hoa Nguyên Thần cười nói, chúng ta cứ chờ xem đi. Trong lầu các, Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi lầu các, Huyền Cơ lão nhân đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, tiền bối, xung quanh Thiên Cực Thành xuất hiện rất nhiều hơi thở thần bí chưa biết. Vừa nãy ta đi kiểm tra một chút, đều là cao thủ nguyên thần cảnh, một vài người trong đó là từ Triệu gia. Triệu gia. Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, cách đó không xa, Ám Ẩn lẳng lặng xuất hiện. Ám Ẩn trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài có ít nhất hơn 40 cao thủ nguyên thần cảnh tập hợp, không những vậy, trong đó còn có một vài sát thủ, những sát thủ này đều mai phục xung quanh, vẫn luôn thăm dò bên này. Mộc Sâm cũng xuất hiện trong sân. Nhìn chân trời phía xa, nhíu mày, bọn họ điên rồi sao? Lại dám ngấp nghé tài vụ tiền bối sao? Huyền Cơ lão nhân cười lạnh, bọn họ cho rằng tiền bối không phải mệnh chi cảnh, nên mới dám như vậy. Một đám người vô tri. Mộc Sâm nhìn Diệp Huyên, sở dĩ tiền bối thả bọn họ như vậy, là có mưu đồ khác. Diệp Huyên cười không nói. Ngay lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông trung niên, một người trong đó là Triệu Thanh. Mà người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta là gia chủ nhà họ Vương, Vương Tiếu. Triệu Thanh nhìn Diệp Huyên,
cười nói, Diệp công tử, chúng ta đã điều tra rõ ràng lai lịch người rồi. Diệp Huyên cười nói, lai lịch của ta. Triệu Thanh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người không phải là mệnh chi cảnh. Nói xong, ông ta bấm tay điểm một cái, mấy cuốn sách lần lượt rơi xuống trước mặt Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân với cả Mục Giang Hà và Hư Vọng. Triệu Thanh cười nói, chư vị, đây là tư liệu về Diệp công tử này, các người xem thì biết ta nói là thật hay giả. Đám người Mộc Sâm đưa mắt nhìn nhau, không có hành động gì. Lúc này, Hư Vọng kia đột nhiên cầm lấy cuốn sách trước mặt, sau đó dùng sức. Cuốn sách lập tức hóa thành cho bụi. Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, hai người trực tiếp tiêu hủy quyển trục trước mặt. Mục Giang Hà cũng trực tiếp tiêu hủy quyển trục đó. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thanh ở phía chân trời lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể khiến cho mấy vị cao thủ nguyên thần cảnh này quyết chí một lòng với ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, các ngươi đi đi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Huyền Cơ lão nhân và Mộc Sâm đều gượng cười. Diệp Huyên liếc nhìn hai người, sau đó cười nói, chắc hẳn hai vị đã biết thực lực thật sự của ta từ sớm rồi nhỉ. Mộc Sâm gật đầu, thực không dám giấu giếm, hai người chúng ta đã từng điều tra Diệp công tử, hơn nữa, Diệp công tử lộ ra rất nhiều điểm khiến chúng ta khó mà không cân nhắc, ví dụ như, Diệp công tử không chủ động ra tay mà vẫn luôn dọa dẫm. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, hai vị đi đi. Hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo do dự. Diệp Huyên cười nói, ở lại nơi này cũng chỉ chết vô ích mà thôi, đi đi. Dù sao thì các ngươi cũng không nợ ta cái gì. Mộc Sâm im lặng một lát, sau đó hơi thi lễ, Diệp công tử, ngài bảo trọng. Nói xong, gã quay người rời đi. Sở dĩ vừa rồi gã ở lại, nguyên nhân chủ yếu là gã muốn nhìn xem Diệp Huyên có át chủ bài gì, nhưng bây giờ xem ra, Diệp Huyên căn bản không có át chủ bài gì. Thực lực hai bên cách nhau quá xa, gã không muốn cược. Sau khi Mộc Sâm rời đi, Huyền Cơ lão nhân ôm quyền, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, lão ta cũng quay người biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Giang Hà do dự một lát, sau đó thoáng nhìn hơn 50 tên nguyên thần cảnh phía chân trời, cuối cùng gã khẽ thở dài một hơi, bảo trọng. Nói xong, người này quay thân rời đi. Thật ra, ông ta cũng muốn ở lại, bởi vì Diệp Huyên thật sự đã giết chết chủ nhân lúc trước của ông ta. Nhưng mà, ông ta cũng biết, Diệp Huyên không phải mệnh chi cảnh. Ở lại chẳng khác gì đánh cược, ông ta không muốn lấy mạng của mình ra cược. Sau khi Mục Giang Hà rời đi, Diệp Huyên nhìn Hư Vọng ở trước mặt, ngươi cũng đi đi. Hư Vọng lại lắc đầu, ta ở lại cùng ngươi. Diệp Huyên cười nói, sẽ chết. Hư Vọng lại lắc đầu lần nữa, ta ở cùng một chỗ với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không phải mệnh chi. Hư Vọng nhìn thẳng Diệp Huyên, ta biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói, người biết sao còn muốn ở lại nơi này. Hư Vọng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, đi đi, đây là chuyện của ta, tự ta đến đối mặt. Hư Vọng vẫn không nói lời nào, nhưng cũng không rời đi. Diệp Huyên hơi đau đầu, người ở lại nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiểu không? Hư Vọng cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không nói lời nào. Diệp Huyên còn muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Triệu Thanh ở phía chân trời cười nói, nếu nàng ta đã không đi, vậy thì cho chôn cùng Diệp công tử. Nói xong, ông ta bước lên trước một bước, uy áp kinh khủng đột nhiên từ chân trời phủ xuống. Lúc này, Hư Vọng chợt cầm kiếm Thanh Huyên phóng lên tận trời. Vù vù. Tiếng kiếm reo vang vọng chấn động chân trời. Mà ngay trong nháy mắt Hư Vọng ra tay, sáu tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh Hư Vọng. Quỳnh. Kiếm quang vỡ nát, Hư Vọng bị đẩy lùi ra xa mấy nghìn trượng. Mà khi nàng ta vừa dừng lại, mấy tàn ảnh lặng lẽ lướt tới, trong mắt Hư Vọng lóe vẻ dữ tợn, trực tiếp chém xuống một kiếm. Quỳnh. Một tàn ảnh lập tức bị đánh bay. Nàng ta đang muốn chém xuống một kiếm nữa, cho nó một kích chí mạng, nhưng lúc này, lại có một tàn ảnh khác lướt đến. Hư Vọng gào thét, nàng ta bỗng nhiên quét ngang một kiếm. Quỳnh. Một vùng kiếm quang chấn động ra xung quanh, mấy tàn ảnh kia đều bị đẩy lùi.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Triệu Thanh ở nơi xa sầm lại, Vương Tiếu ở bên cạnh trầm giọng nói, kiếm trong tay cô gái này. Nói xong, trong mắt ông ta lóe vẻ tham lam. Sao bọn họ có thể không nhìn ra, sở dĩ sức chiến đấu của hư vọng khủng bố như vậy, nguyên nhân rất lớn chính là vì thanh kiếm này. Đây là một thần khí siêu cấp. Mặc dù hư vọng cầm kiếm Thanh Huyên, nhưng nàng ta chỉ có một người, mà đối phương lại có 6 người, hơn nữa, 6 người này cũng không có ý định giết nàng ta, chỉ muốn ngăn cản nàng ta. Đương nhiên, muốn giết cũng không giết được. Hư vọng cầm kiếm Thanh Huyên có sức chiến đấu quá khủng bố. Mặc dù lấy một địch 6, nhưng hư vọng vẫn áp chế 6 người, tuy nhiên, nàng ta cũng bị chặn lại. Diệp Huyên thoáng nhìn hư vọng, lắc đầu thở dài, nha đầu ngốc. Hắn thật sự không ngờ, sau khi biết rõ hắn không phải mệnh chi cảnh, vậy mà hư vọng này còn liều mạng vì hắn như thế. Lúc này, Triệu Thanh đột nhiên cười nói, Diệp công tử, nếu ngươi chủ động giao ra những mỏ thiên cực tinh đó, ta có thể cho ngươi chết vẻ vang một chút. Diệp Huyên cười nói, mỏ thiên cực tinh ở ngay trong cơ thể ta, ngươi có thể tự đến lấy. Triệu Thanh nheo mắt lại, Diệp công tử, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn muốn dọa dẫm ta sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, chân trời, ánh mắt Triệu Thanh lộ vẻ dữ tợn, ông ta bước lên trước một bước rồi nện một quả đấm xuống. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém ra một kiếm. Không phải kiếm Thanh Huyên. Nhưng trong một kiếm này, hắn sử dụng áp lực thời không của thời không thần bí kia. Quỳnh. Trong ánh mắt của mọi người, vậy mà Triệu Thanh kia lại bị kiếm này của Diệp Huyên chém cho lùi ra ngoài ngàn trượng. Không chỉ như vậy, khoảng thời không nơi một kiếm của Diệp Huyên chém xuống cũng bị chôn vùi. Bao gồm cả thời không tầng 11. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người nơi đây đều khiếp sợ. Diệp Huyên không phải mệnh chi cảnh, nhưng mà, tên này còn đáng sợ hơn mệnh chi cảnh. Mệnh cách cảnh chém lui nguyên thần cảnh. Trong bóng tối, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân vừa rời đi kia liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo rung động. Bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại yêu nghiệt như vậy. Một mệnh cách cảnh lại có thực lực kinh khủng như thế, quá đáng sợ rồi. Bên khác, Hung Nghê đang liếm kẹo hồ lô cũng dừng lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên nơi xa, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Nàng ta không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại đạt đến trình độ thế này. Thực lực của người này tiến bộ cũng biến thái quá rồi. Triệu Thanh ở đối diện Diệp Huyên cũng hơi ngơ ngác, ông ta không ngờ một kiếm vừa rồi của Diệp Huyên lại trực tiếp chém ông ta trọng thương, đúng vậy, là trọng thương. Một kiếm vừa rồi của Diệp Huyên đã trực tiếp chém ông ta trọng thương, thậm chí suýt nữa hủy đi cơ thể, mặc dù ông ta sơ suất, nhưng Diệp Huyên cũng mới chỉ là mệnh cách cảnh thôi. Yêu nghiệt. Triệu Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người thật sự cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Huyên lắc đầu cười, thầm cảm thấy đáng tiếc, một kiếm vừa rồi còn thiếu chút sức mạnh, nếu không đã đủ để giết Triệu Thanh này trong chớp nhoáng. Điều này cũng khiến hắn hiểu được, với thực lực hiện giờ, hắn đã không phải sợ cao thủ nguyên thần cảnh rồi. Đương nhiên, một người thì hắn không sợ, còn mấy chục người, hắn thật sự không có cách nào. Vương Tiếu bên cạnh Triệu Thanh trầm giọng nói, Triệu Thanh huynh, lai lịch thằng nhóc này không tầm thường. Trong mắt Triệu Thanh toát tia sáng đầy dữ tợn, không tầm thường thì như thế nào? Bây giờ chúng ta đã không còn bất kỳ đường lui nào, nhất định phải giết chết hắn. Vương Thiếu gật đầu, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Triệu gia chủ, ngươi đến đơn đấu với ta đi. Đơn đấu? Triệu Thanh nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, Diệp Huyên, vì sao ta phải đơn đấu với ngươi? Diệp Huyên cười nói, ta chỉ là mệnh cách cảnh, mà ngươi đã là nguyên thần cảnh, sao vậy, ngươi không dám. Triệu Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, Triệu gia chủ, người tu đạo kiêng kỵ nhất điều gì? Kiêng kỵ nhất chính là trong lòng có điều sợ hãi. Ta, một tên mệnh cách cảnh khiêu chiến với ngươi, nếu ngươi không dám tiếp nhận, vậy ngươi còn tu cái gì? Về phần mệnh chi cảnh, ngươi cũng đừng mơ tu đến. Hễ là người đạt đến mệnh chi cảnh, trước giờ chưa từng biết sợ hãi điều gì, mà giống như ngươi. Nói rồi, hắn lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm nữa. Triệu Thanh oán độc nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn phá hỏng đạo tâm của ta.
Diệp Huyên cười ha hả, phá hỏng đạo tâm của ngươi. Triệu gia chủ, nếu đạo tâm của ngươi đủ vững chắc, khỏi cần ta đến làm hỏng. Sở dĩ đạo tâm của ngươi hỏng, đó là bởi vì đạo tâm của ngươi không đủ vững chắc. Mà vì sao đạo tâm của ngươi không đủ vững chắc, đó là bởi vì trong lòng ngươi có điều sợ hãi. Triệu Thanh gằn giọng nói, Diệp Huyên. Nói xong, hắn muốn ra tay, nhưng lại bị Vương Tiếu ngăn lại, gã nhìn về phía Triệu Thanh huynh, nếu ngươi thật sự ra tay, vậy thì chúng gian kế của kẻ này rồi. Triệu Thanh im lặng, vẻ mặt dần khôi phục bình tĩnh. Vương Tiếu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, thực lực của ngươi không bằng ai, nhưng tài ăn nói của ngươi lại cực kỳ giỏi giang. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, nếu đã không dám đơn đấu, vậy thì quên đi. Nói xong, hắn cảm nhận Dương Niệm Tuyết trong cơ thể, giờ phút này Dương Niệm Tuyết vẫn đang tu luyện, không hề có dấu hiệu đột phá, hơn nữa, bên người nàng chỉ còn chừng 10 vạn thiên cực tinh. Diệp Huyên thầm thở dài một hơi. Không nhờ vả được Tuyết tỷ này rồi. Đúng lúc này, giọng nói Dương Niệm Tuyết đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, cha, thiên cực tinh không đủ. Cha mau kiếm một chút đến cho tỷ tỷ đi. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ, tỷ tỷ à, con mẹ nó bây giờ ta bị mấy chục nguyên thần cảnh vây đánh. Tỷ có thể đi ra đánh một trận giúp ta hay không? Dương Niệm Tuyết không trả lời. Diệp Huyên lại nói, cha có cho tỷ đồ vật bảo vệ tính mạng gì không? Tỷ cho ta mượn dùng trước, sau khi dùng xong ta trả lại cho tỷ. Dương Niệm Tuyết vẫn không có phản ứng gì. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó vội vàng nói, tỷ tỷ, tỷ nói một câu đi. Bây giờ đệ đệ của tỷ đã bước đến đường cùng rồi. Vẫn không có phản ứng gì. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Đúng lúc này, Vương Tiếu nơi xa đột nhiên nhìn về phía Triệu Thanh, có cao thủ đến gần hay không? Triệu Thanh từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, ông ta lắc đầu, người của ta nói, không có bất kỳ hơi thở của cao thủ nào đến gần. Vương Tiếu gật đầu, thật ra bọn họ cũng sợ Diệp Huyên có viện binh, bởi vậy để lại một số cao thủ chú ý tình hình xung quanh, chỉ sợ Diệp Huyên có viện binh nào đến. Triệu Thanh nhìn về phía Diệp Huyên nơi xa, vẻ mặt lạnh lẽo, giết. Vừa dứt lời, những cao thủ sau lưng muốn cùng nhau xông lên, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, vội vàng nói, Triệu Thanh, ngươi có bản lĩnh thì đơn đấu với ta. Triệu Thanh cười gằn, nói, đơn đấu, ông đây có nhiều người, vì sao phải đơn đấu với ngươi? Nói xong, ông ta vung tay lên, lên. Vừa dứt lời, gần 40 cao thủ nguyên thần cảnh sau lưng ông ta xông thẳng về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên co giật, mẹ nó, thế mà lại đánh hội đồng. Thất đức quá rồi. Ngay khi Diệp Huyên muốn kích phát huyết mạch chi lực, liều chết đánh một trận, đột nhiên có vô số hơi thở mạnh mẽ ập đến tinh không này. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi, tất cả mọi người đều thi nhau ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh không này đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, gần vạn người xông đến, mà mấy người cầm đầu lại là mệnh chi cảnh. Trọn vẹn 6 tên mệnh chi cảnh. Tất cả mọi người choáng váng. Sao tự nhiên có nhiều mệnh chi cảnh như vậy? Mà toàn bộ vạn người phía sau 6 người này lại đều là cao thủ nguyên thần cảnh đỉnh cao. Trong tinh không, khi người đàn ông trung niên cầm đầu nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, ngay sau đó, ông ta và gần vạn cao thủ siêu cấp sau lưng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên run giọng nói, tham kiến Diệp Thiếu, nói xong, ông ta cung kính hành lễ. Mà sau lưng người này, mọi người đồng loạt quỳ một chân xuống. Nơi đây, tất cả mọi người đều hóa đá. Không thể không nói, tất cả mọi người đều sững sờ. 6 vị mệnh chi cảnh. Hơn 10.000 nguyên thần cảnh. Những cường giả này từ đâu tới? Chính Diệp Huyên cũng hơi sững sờ, những cường giả trước mặt này là ai? Vì sao đều cung kính với mình như thế? Chẳng lẽ mình lại có cái thân phận đặc biệt không hay biết nào đó? Trong phút chốc, ở đây yên tĩnh đến mức nghe được tiếng châm rơi. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu đứng trước mặt Diệp Huyên vội vàng nói, Diệp Thiếu không biết chúng ta là bình thường, chúng ta và Diệp Thiếu cũng là lần đầu gặp nhau. Nói xong, ông ta tới gần Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, chúng ta quen muội muội của Diệp Thiếu. Muội muội. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, vị mặc chiếc váy màu trắng.
Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu. Thanh Nhi. Diệp Huyên đầu óc trống rỗng. Thanh Nhi đi đâu tìm nhiều cường giả khủng bố như vậy cho mình? Lúc này, Triệu Thanh đột nhiên nói, các hạ là. Người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Huyên xoay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thanh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Thiếu, vị này là bạn của cậu. Diệp Huyên lắc đầu, bọn họ muốn đánh hội đồng ta. Nghe vậy, người đàn ông trung niên giận tím mặt, láo xược. Nói xong, ông ta xoay người nhìn về phía Triệu Thanh, một luồng uy áp vô hình trực tiếp bao trùm lấy Triệu Thanh, người thật to gan, dám bất kính với Diệp Thiếu. Lời vừa nói ra, đám Triệu Thanh hoàn toàn ngây người. Diệp Thiếu. Đây là Diệp Thiếu từ đâu đến? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, các hạ tên là gì? Người đàn ông trung niên nói, Đại Thiên Tôn. Nói xong, ông ta dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói tiếp, Diệp Thiếu gọi ta Mục Vân Hy là được. Diệp Huyên cười nói, ta gọi ngươi là tiền bối đi. Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, vội vàng nói, không không. Tuyệt đối không được, ta nào dám làm tiền bối của Diệp Thiếu. Diệp Thiếu gọi ta Mục Vân Hy, nếu như không quen, thì gọi ta Đại Thiên Tôn cũng được. Diệp Huyên gật gật đầu, vậy ta gọi ngươi là Đại Thiên Tôn đi. Đại Thiên Tôn vội vàng gật đầu, được. Nhìn thấy một màn này, đám người Triệu Thanh đã trợn mắt há mồm. Một vị cường giả mệnh chi cảnh lại tôn kính Diệp Huyên như thế. Người đó là mệnh chi cảnh. Đây là thế hệ thứ hai từ đâu đến? Vì sao chưa từng nghe qua? Đám Triệu Thanh đã bắt đầu hoảng rồi. Trong bóng tối, sắc mặt của Hoang Nguyên Thần và Triệu Thần Tiêu vô cùng nghiêm túc, giờ phút này hai người đang thấy may mắn. May mắn không gia nhập cùng Triệu gia và Vương gia, bằng không, thì tiêu rồi. Mà bên kia Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân thì vẻ mặt đau khổ, bọn họ biết Diệp Huyên khẳng định không đơn giản, nhưng thật không ngờ Diệp Huyên lại không đơn giản đến như thế. Bọn họ biết, bọn họ đã mất đi một cơ hội lớn, một cơ hội có thể khiến bọn họ đạt đến mệnh chi cảnh. Hối hận thì đã muộn. Mà Hung Nghê lúc này cùng vô cùng sừng sờ. Nàng ta biết có người đứng sau Diệp Huyên, nhưng nàng ta thật không ngờ người đứng sau Diệp Huyên lại khủng bố như thế. Sáu vị mệnh chi cảnh, hàng ngàn nguyên thần cảnh, đây là thế lực thần tiên gì? Hung Nghê rơi vào trầm lặng. Xa xa, Triệu Thanh vội vàng nói, các hạ, đây là một sự hiểu lầm. Đại Thiên Tôn không thèm để ý Triệu Thanh, mà quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, Triệu gia chủ, người nói xem hiểu lầm cái gì? Triệu Thanh hơi hành lễ, run giọng nói, Diệp Thiếu, là lỗi của chúng ta, là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đến Diệp Thiếu, mong Diệp Thiếu. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, giết, không chừa một ai, nghe vậy, Triệu Thanh ngây người, ngay sau đó, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, Diệp Huyên ngươi nhất định phải làm tuyệt tình như thế sao, tiên tổ của ta cũng là mệnh chi cảnh. Chẳng lẽ ngươi không biết làm người phải có tình, ngày sau gặp lại còn vui? Diệp Huyên lắc đầu, không có ngày sau, bởi vì Triệu gia sẽ bị diệt tộc, Triệu Thanh còn muốn nói cái gì, Đại Thiên Tôn ở một bên vẫy tay phải. Trong nháy mắt các cường giả sau lưng ông ta đồng loạt ra tay. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói giữ lại linh hồn của bọn họ. Đại Thiên Tôn gật đầu, biến mất tại chỗ. Một màn đẫm máu đã xảy ra. Chỉ thấy cơ thể của các cường giả Triệu gia và Vương gia nổ tung từng người một, giống như bắn pháo hoa vậy, vô cùng đẫm máu. Không đến vài giây, hàng chục tên cường giả nguyên thần cảnh toàn bộ đều ngã xuống. Đám Triệu Thành lập tức sững sờ. Ngay cả lực đánh trả cũng không có. Bọn họ thật không ngờ, đám người của mình đứng trước cường giả mệnh chi cảnh này, ngay cả một chút lực đánh trả cũng không có. Chênh lệch lớn đến mức độ này. Vương Khiêu nhìn về phía Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp Thiếu, chúng ta. Lúc này, Diệp Huyên vừa động ý niệm, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra, trực tiếp đâm vào giữa hai chân mày Vương Khiêu, sau đó nhanh chóng bắt đầu hấp thu linh hồn này. Đám người Triệu Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt. Chuẩn bị phản kháng, nhưng là lại bị một lực lượng thần bí chấn áp, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn kiếm Thanh Huyên hút từng linh hồn của đám bọn họ. Tuyệt vọng! Triệu Thanh biết, mình xong đời rồi. Triệu gia cũng xong rồi. Chọc phải người không nên chọc rồi. Triệu Thanh nhìn Diệp Huyên với ánh mắt thù hằn, Diệp Huyên, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa cả nhà ngươi ngày sau đều chết hết.
cả nhà chết hết. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta chẳng sợ chút nào. Triệu Thanh còn muốn nói cái gì, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến mất vào giữa hai chân mày ông ta, trong thời gian ngắn, linh hồn lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Không đến nửa canh giờ, linh hồn của tất cả cường giả nguyên thần cảnh ở đây đều bị hấp thu sạch. Sau khi hấp thu hết linh hồn của toàn bộ cường giả nguyên thần cảnh, kiếm khí của kiếm Thanh Huyên tăng vọt. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, khẽ nhếch khóe miệng, kiếm Thanh Huyên có lẽ lại sắp đột phá rồi. Phải biết rằng, đây là gần 50 vị cường giả nguyên thần cảnh đấy. Diệp Huyên thu hồi kiếm Thanh Huyên, để nó vào trong tiểu tháp, để cho tiểu hồn từ từ đột phá. Sau khi thu kiếm Thanh Huyên vào tiểu tháp, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía hư vọng ở cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt hư vọng tái nhợt, trên người còn có vết thương. Kiếm Thanh Huyên vốn đã tiêu hao cực lớn, mà nàng ta vừa rồi còn lấy một địch sáu, bởi vậy, tự thân vẫn là bị thương. Diệp Huyên cười nói, vào tiểu tháp dưỡng thương trước đi đã. Hư vọng gật đầu, sau đó tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn về phía Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn vội vàng hành lễ, Diệp Thiếu có gì phân phó không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, các ngươi là gặp được Thanh Nhi ở đâu? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, táng vực xa xôi. Diệp Huyên nhíu mày, táng vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, hiện giờ các cường giả mệnh chi cảnh cơ bản đều ở nơi đó, mọi người đang nghiên cứu cảnh giới trên mệnh chi cảnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, vô số nhẫn chứa đồ bay đến tay hắn. Những chiếc nhẫn chứa đồ này đều là của đám Triệu Thanh, hắn nhìn lướt qua, tất cả nhẫn chứa đồ cộng lại có đến hơn 100 vạn thiên cực tinh. Không phải loại thượng hạng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tuyết Tỷ trong tiểu tháp, giờ phút này bên người Tuyết Tỷ chỉ có chưa đến mấy vạn miếng thiên cực tinh. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, sau đó đưa tất cả thiên cực tinh đến trước mặt Dương Niệm Tuyết. Lúc này, giọng nói Dương Niệm Tuyết đột nhiên vang lên, lão đệ, ta biết đệ sẽ không làm cho ta thất vọng. Nghe vậy, Diệp Huyên có hơi đau đầu. Đại Thiên Tôn nhìn một lượt xung quanh, sau đó nói, Diệp Thiếu, cậu theo chúng ta đến táng vực không? Diệp Huyên nhìn về phía Đại Thiên Tôn, đi táng vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, bên đó phù hợp phát triển hơn nơi đây, những chỗ ở đây quá ít quảng thiên cực tinh. Nói một cách đơn giản, tài nguyên ở nơi này căn bản không thể đào tạo ra nhiều mệnh chi cảnh. Không đúng, phải nói, căn bản không thể đào tạo ra mệnh chi cảnh. Số tài nguyên mà một cường giả mệnh chi cảnh cần tiêu hao rất khổng lồ. Mà nơi này, địa phương quá nhỏ, tài nguyên ít, không thích hợp phát triển. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, ta suy nghĩ một chút. Đại Thiên Tôn khẽ gật đầu, được. Nói xong, người này nhìn thoáng qua phía trên tinh không, sau đó nói, chúng ta đợi Diệp Thiếu ở trong tinh không. Diệp Thiếu cần cái gì, phân phó một tiếng là được. Diệp Huyên gật đầu, được. Đại Thiên Tôn hành lễ lần nữa, sau đó mang theo mọi người biến mất khỏi đây. Mà Diệp Huyên thì đi thẳng đến Triệu gia và Vương gia. Nội tình của hai đại gia tộc này không phải tầm thường, chắc chắn có vô số thần vật và thiên cực tinh. Không lấy thì uổng phí. Diệp Huyên đi rồi, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân ở trong bóng tối lắc đầu cười, nụ cười cực kỳ chua xót. Bọn họ biết, hư vọng hời to rồi. Vừa rồi hư vọng tại thời khắc sống chết cũng không rời Diệp Huyên, với tính cách của Diệp Huyên, sẽ đối đãi kém với nàng ta sao? Khẳng định là không. Diệp Huyên chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách giúp nàng ta đạt đến mệnh chi cảnh. Mộc Sâm lắc đầu thở dài, đời người, nỗ lực quan trọng, thiên phú quan trọng, nhưng là, gặp cơ hội tốt càng quan trọng hơn. Ngươi và ta mất đi cơ hội tốt hôm nay, hai chúng ta sợ là sẽ không có khả năng đột phá nữa rồi. Huyền Cơ lão nhân vẻ mặt ảm đạm. Mộc Sâm cười khổ, thời dã, mệnh dã sao, mệnh à. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Huyền Cơ lão nhân trầm lặng một lúc, sau đó cũng xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bên kia, trong lòng Mục Giang Hà lúc này cũng vô cùng phức tạp. Lúc mới đầu, y cũng muốn ở lại giống hư vọng, cùng Diệp Huyên đối mặt với Triệu gia và Vương gia, nhưng cuối cùng, y vẫn không muốn đánh cược mạng sống của mình. Dù sao, mạng sống chỉ có một. Hiện tại, tuy là mạng đã giữ được, nhưng mất đi một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Mệnh.
Mục Giang Hà thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Trong tầng mây, Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, trầm lặng không nói. Rất lâu sau, nàng ta cũng thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Nàng ta cuối cùng vẫn là từ bỏ. Diệp Huyên của bây giờ đã không còn là người nàng ta có thể tính kế. Đừng nói đám người đại thiên tôn kia, chỉ riêng Diệp Huyên, nàng ta cũng không chắc có thể đánh lại, dù sao, toàn thân người này đều là thần trang. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, bên cạnh đại thiên tôn, một ông lão trầm giọng nói, đại thiên tôn, ngài thật sự muốn đưa Diệp thiếu này đến táng vực sao? Đại thiên tôn nhẹ giọng nói, như thế nào, người không muốn? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, tiền bối kia không hề bảo chúng ta đưa Diệp thiếu đi. Ngu xuẩn! Đại thiên tôn hơi tức giận, người nghĩ kỹ xem, nếu chúng ta đưa Diệp thiếu rời đi, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ có quan hệ với vị tiền bối kia. Ông lão ngạc nhiên. Đại thiên tôn tiếp tục nói, chúng ta đi theo Diệp thiếu, chỗ dựa của Diệp thiếu chính là chỗ dựa của chúng ta, người hiểu không? Ông lão do dự, sau đó nói, đã hiểu. Đại thiên tôn cao minh, thuộc hạ bái phục. Đại thiên tôn nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, một đại thần vượt qua mệnh chi cảnh, nhưng lại không ai biết đến. Đùi vàng này, chúng ta phải ôm chặt. Chấm 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 chấm. Sao thời dã, mệnh dã, một câu nói than thở khi đối mặt với tình cảnh không tốt trước mắt, ám chỉ một người như thế nào đều do số phận sắp đặt. Sau khi Diệp Huyên đến Triệu gia và Vương gia, tổng cộng lại chiếm được hơn 100 vạn miếng thiên cực tinh và 30 vạn thiên cực tinh thượng hạng. Của cải của hai gia tộc đều rơi vào trong tay Diệp Huyên. Đương nhiên, cũng không rơi vào tay hắn, bởi vì hắn lại cho Dương Niệm Tuyết. Tuyết tỷ tu luyện quả thực là một cái động không đáy. Hiện tại đã muốn tiêu hao gần 200 vạn thiên cực tinh rồi. Thế mà vẫn chưa đột phá cực hạn, ngay cả hắn cũng sắp không gánh vác nổi rồi. Đây là tỷ tỷ ruột, hắn lại không thể không quản. Diệp Huyên có chút đau đầu. Một lát sau, Diệp Huyên đi đến trước mặt Hư Vọng, lúc này vết thương của Hư Vọng gần như đã khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyên, Hư Vọng không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn đánh giá Hư Vọng một lượt, sau đó nói, ngươi có biết lúc trước ngươi ở lại sẽ chết không? Hư Vọng gật đầu, nhưng không nói lời nào. Diệp Huyên có chút khó hiểu, biết mà ngươi vẫn muốn ở lại. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Hư Vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, tiền bối là sư phụ của ta, ta là đồ đệ của tiền bối. Diệp Huyên cười nói, nhưng ta không phải là mệnh chi cảnh. Hư Vọng nhìn thẳng vào Diệp Huyên, tiền bối là sư phụ của ta và việc tiền bối có phải mệnh chi hay không, không liên quan gì đến nhau. Diệp Huyên trầm mặc một lúc lâu. Sau đó mỉm cười, về sau đi theo ta đi. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Hư Vọng gật đầu, được. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hắn đi vào trong tinh không, tìm được Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Huyên, vội vàng hành lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười nói, về sau không cần đa lễ như vậy. Ta không quen lắm. Đại Thiên Tôn hơi do dự, sau đó gật đầu, nghe theo Diệp thiếu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói, đi đến táng vực cần bao lâu? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, nửa tháng. Nửa tháng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đến táng vực thôi. Như lời Đại Thiên Tôn nói, nơi này căn bản không thể đào tạo ra nhiều mệnh chi cảnh, hắn và Hư Vọng muốn đạt đến mệnh chi cảnh, nhất định phải đến táng vực, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên hơn. Diệp Huyên cũng không ngờ tới. Bản thân lại có ngày phải phiền não vì tiền. Một lát sau, mọi người khởi hành đi táng vực. Đúng lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên xuất hiện ở trong tay Diệp Huyên, hắn cầm kiếm Thanh Huyên, cười nói, tiểu hồn, đột phá rồi. Tiểu hồn hưng phấn nói, đột phá rồi. Diệp Huyên cười ha ha, đột phá là tốt. Nói xong, hắn từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận kiếm Thanh Huyên một cách tỉ mỉ. Quả nhiên. Kiếm Thanh Huyên đã trở nên khác lúc trước. Nếu bây giờ hắn cầm kiếm Thanh Huyên này, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết cường giả nguyên thần cảnh. Lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp thiếu, kiếm này. Có thể cho ta mượn xem một chút không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Nói xong, hắn đưa kiếm Thanh Huyên cho Đại Thiên Tôn,
Đại Thiên Tôn nhận lấy kiếm Thanh Huyên, y vừa nhìn kiếm Thanh Huyên, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, kiếm này rất bất phàm. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn, cười nói, ta tạo ra đấy. Nói xong, hắn lập tức hối hận. Mẹ nó! Làm màu nhiều rồi, nhất thời không dừng lại được. Đại Thiên Tôn nghe thấy lời Diệp Huyên nói, ngây cả người, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không có dám nói thêm gì. Diệp Huyên cười gượng, kiếm này là Thanh Nhi chế tạo tặng cho ta. Cô gái váy trắng. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, chẳng trách, nếu kiếm này rơi vào tay kiếm tu mệnh chi cảnh, vậy thật sự là quá đáng sợ. Diệp Huyên vội vàng hỏi, táng vực có kiếm tu mệnh chi cảnh không? Đại Thiên Tôn gật đầu, có, nhưng cực kỳ ít, ta chỉ biết một vị, đối phương cũng là một vị kiếm tu tuyệt thế. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau khi đến táng vực, phải mau chóng đưa hư vọng đến chỗ mệnh chi cảnh bồi dưỡng. Về phần hắn, hắn cũng không phải đặc biệt cấp, bởi vì hắn vừa mới đạt đến mệnh cách cảnh. Lúc này, Đại Thiên Tôn đưa trả kiếm lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên thu hồi kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, Thiên Tôn có thể nói với ta một chút về táng vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, táng vực hội tụ gần như hội tụ toàn bộ đứng đầu trên cả vũ trụ, bởi vì nơi đó có rất nhiều quảng tinh thượng hạng, nhiều tài nguyên, mà sau khi đạt đến mệnh chi cảnh, nếu muốn mở ra một cảnh giới mới, cũng cần lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ. Bởi vậy, nơi đó vô cùng tàn khốc, thường xuyên tranh đoạt tài nguyên, cũng chính là quảng tinh thượng hạng. Diệp Huyên hỏi, nói cách khác, mệnh chi là cảnh giới cao nhất được biết hiện nay. Đại Thiên Tôn cười khổ, trước khi gặp được vị tiền bối kia, quả thật là như vậy, nhưng là, tiền bối kia. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Huyên, Diệp Thiếu, mạo muội hỏi một câu, tiền bối kia là cảnh giới gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, ta cũng không biết Thanh Nhi đã đạt đến trình độ nào. Đại Thiên Tôn nhíu mày, Diệp Thiếu cũng không biết. Diệp Huyên gật đầu. Đại Thiên Tôn trầm lặng, y không nghĩ tới, ngay cả Diệp Huyên cũng không biết cô gái váy trắng đã đạt đến loại trình độ nào. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận ba quảng tinh thượng hạng trong cơ thể. Hiện tại, ba quảng thiên cực tinh thượng hạng đã sản sinh ra hàng chục nghìn miếng thiên cực tinh thượng hạng. Điều này làm cho Diệp Huyên có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Trong thời gian ngắn đã sản sinh ra hơn chục nghìn miếng thiên cực tinh thượng hạng, không thể không nói như vậy rất nhiều, nhưng là nếu muốn xông lên mệnh chi cảnh, thì là rất ít rất ít. Phải biết rằng, hiện tại Dương Niệm Tuyết đã cắn nuốt hơn 200 vạn thiên cực tinh, trong đó phần lớn còn đều là thiên cực tinh thượng hạng, mà nàng bây giờ còn không có chút dấu hiệu sắp đột phá nào. Chỉ dựa vào ba quảng thiên cực tinh này, là rất khó để bồi dưỡng hư vọng lên mệnh chi cảnh. Cho dù có thể, sợ cũng phải mất đến mấy trăm vạn năm. Đúng lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp Thiếu, chúng ta đến An Hồn Thành rồi. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, trong tinh không ở cách đó không xa, có một tòa cổ thành, cả tòa thành có chút âm u, bốn phía tản ra hơi thở hồn phách vô cùng lớn. Đại Thiên Tôn giới thiệu nói, An Hồn Thành này là địa bàn của một vị cường giả mệnh chi cảnh, người này tên Ngự An Hồn, có sức ảnh hưởng không nhỏ ở táng vực. Nếu chúng ta muốn đến táng vực, phải mượn dùng trận truyền tống tinh cực của An Hồn Thành, như vậy có thể giúp chúng ta tiết kiệm phần lớn thời gian. Diệp Huyên nhìn về phía Đại Thiên Tôn, liệu có phiền phức gì không? Đại Thiên Tôn khẽ cười nói, phiền phức gì? Chẳng lẽ bọn họ còn dám ngăn cản chúng ta không bằng? Nếu bọn họ thật sự dám, thì diệt luôn An Hồn Thành này là được. Diệp Huyên. Đại Thiên Tôn cười gượng gạo, kỳ thực, ta bình thường đều là lấy đức thu phục người. Diệp Huyên cười nói, nhìn ra rồi. Đại Thiên Tôn hơi xấu hổ, Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Sau khi mọi người tiến vào An Hồn Thành, Diệp Huyên phát hiện bên trong thành căn bản không có người nào, vô cùng quạnh quẽ. Đại Thiên Tôn nói, Ngự An Hồn kia là một hồn tu, chỗ này thật ra là một nơi dưỡng hồn của y nuôi dưỡng rất nhiều hồn phách, để cung cấp cho chính mình cắn nuốt. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chẳng trách nơi đây không có người sống. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đại Thiên Tôn ôm quyền, An Hồn huynh, chúng ta muốn về táng vực, muốn mượn trận truyền tống tinh cực của huynh dùng một chút. Ngự An Hồn nhìn thoáng qua Diệp Huyên đứng đầu, sau đó cười nói, việc nhỏ. Nói xong, y phất nhẹ tay phải,
bên phải đột nhiên xuất hiện hàng chục trận truyền tống tinh vực cực lớn. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, chuẩn bị rời đi, mà lúc này, Ngự An Hồn đột nhiên nói, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Ngự An Hồn, y cười nói, trên người tiểu hữu có quảng thiên cực tinh. Hơn nữa còn là loại thượng hạng. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, đối phương làm thế nào biết được. Mà bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt Đại Thiên Tôn trầm xuống, y nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, đi về phía trận truyền tống tinh vực kia. Đại Thiên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngự An Hồn, sau đó cũng đi theo. Sau khi đám người Diệp Huyên bước vào trận truyền tống, trong mắt Ngự An Hồn lóe lên một sắc thái khác thường, ít nhất ba quảng thiên cực tinh thượng hạng. Chấm chấm chấm. Trong trận truyền tống, Diệp Huyên nhìn về phía Đại Thiên Tôn, y làm sao biết ta có ba quảng thiên cực tinh thượng hạng. Đại Thiên Tôn cười khổ, trên người y có thần vật có thể thăm dò quảng thiên cực tinh. Là ta đã sơ sót. Nói xong, y hơi do dự, sau đó nói, Diệp Thiếu, ngài hãy giấu ba quảng thiên cực tinh thượng hạng ấy đi, nếu không có thể sẽ sinh ra những phiền phức không cần thiết. Bởi vì cho dù ở táng vực, quảng thiên cực tinh thượng hạng cũng là thứ vô cùng quý báu. Có thể nói như này, nếu táng vực đột nhiên xuất hiện ba quảng thiên cực tinh thượng hạng không chủ, thì đủ để khiến cho vô số cường giả mệnh chi cảnh điên cuồng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn để tiểu tháp phong ấn hoàn toàn ba quảng thiên cực tinh thượng hạng kia lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên lại hỏi, vậy Ngự An Hồn kia đã biết trên người ta có ba quảng tinh thượng hạng, liệu có gây chuyện không? Đại Thiên Tôn nói bằng giọng lạnh lùng, nếu y dám gây chuyện, vậy thì diệt. Diệp Huyên cười nói, Đại Thiên Tôn, các ngươi ở táng vực thuộc loại thế lực siêu cấp thần bí. Đại Thiên Tôn ngạo nghễ nói, đứng đầu. Diệp Huyên chớp chớp mắt, đứng đầu. Đại Thiên Tôn vừa định gật đầu, nhưng làm như nghĩ đến cái gì, y hơi do dự, sau đó nói, lúc trước là đứng đầu, hiện tại đã không phải nữa rồi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Đại Thiên Tôn cười gượng, lúc trước chúng ta gặp cô gái váy trắng, sau đó mạo phạm nàng, tiếp theo. Nói đến đây, y không nói thêm gì đi nữa, chỉ còn nghĩ lại mà sợ hãi vô tận. Lúc ấy, một kiếm của cô gái kia đã hủy diệt tổng bộ thiên hồn thần điện của bọn họ. Chỉ một kiếm. Mà một kiếm kia không chỉ hủy diệt thiên hồn thần điện, còn tiêu diệt ba cường giả mệnh chi cảnh. Lúc ấy bọn họ không ở trong điện, nếu ở trong điện, bọn họ cũng không còn nữa rồi. Quá khủng bố. Cho dù hiện tại nhớ lại, Đại Thiên Tôn cũng là nghĩ lại phát sợ, sau khi đạt đến mệnh chi, y chưa từng sợ hãi như thế. Diệp Huyên nghe Đại Thiên Tôn nói, lắc đầu cười. Hắn đã hiểu. Đám người Đại Thiên Tôn này từng bị Thanh Nhi dạy bảo. Quả thật, người từng bị Thanh Nhi dạy bảo, thường đều sẽ trở nên rất khiêm tốn. Diệp Huyên nhắm mắt lại. Mệnh chi cảnh trong mắt Thanh Nhi đều là con kiến. Diệp Huyên lắc đầu, nụ cười có chút chua xót. Mẹ nó, chẳng lẽ mình thật sự phải làm thế hệ thứ hai cả đời? Đây không phải cuộc sống mà mình muốn. Diệp Huyên cảm giác bản thân có chút đau khổ, làm một người thuộc thế hệ thứ hai, thật sự có chút đau khổ, người khác không thể hiểu được điều đó. Chấm 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 chấm. Táng vực. Khi Diệp Huyên đi theo đám Đại Thiên Tôn vào táng vực thì hắn phát hiện linh khí ở đây quả thật là tinh khiết hơn nơi khác rất nhiều. Trên đường, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, ở đây ngoài thánh mạch ra thì quảng thiên cực tinh cực phẩm chính là tài nguyên hiếm có nhất. Mà sự mâu thuẫn và tranh đấu trong đây cơ bản đều là do tranh giành những tài nguyên tu luyện đó. Diệp Huyên hỏi, trên người của ta có ba cái quảng thiên cực tinh cực phẩm, vậy thì thuộc cấp bậc gì trong này? Đại Thiên Tôn ngó Diệp Huyên, đại gia. Diệp Huyên. Đại Thiên Tôn nặng nề nói, Diệp Thiếu, đợi chúng ta đi đến thiên hồn thần điện. Nếu cậu không có chuyện gì thì tuyệt đối đừng đi ra ngoài đi dạo lung tung. Bởi vì chuyện trên người cậu có quảng thiên cực tinh đã bị Ngự An Hồn biết. Ta sợ tên đó định kiếm chuyện. Diệp Huyên cười đáp, được. Hắn như nhớ đến gì đó nhìn Đại Thiên Tôn nói, Đại Thiên Tôn, theo ta biết thì sau khi đạt tới mệnh chi cảnh, có thể cảm giác được nguy hiểm từ đó tránh đi được. Lúc trước, khi mấy người gặp Thanh Nhi, đám người Đại Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ. Diệp Huyên cười hỏi, sao thế?
Đại Thiên Tôn cười khổ, Diệp Thiếu nói rất đúng, mệnh chi cảnh có thể cảm giác được nguy hiểm, từ đó tránh được nó. Nhưng mà, cũng có hai tình huống đặc biệt chính là gặp được người mạnh hơn chúng ta rất rất nhiều lần. Mà muội muội của Diệp Thiếu chính là thuộc loại đó. Loại thứ hai là vào khoảnh khắc khi gặp được nguy hiểm, nhưng đã không thể tránh kịp được nữa. Muội muội của cậu cũng thuộc loại này. Khi nàng ấy ra tay, chúng ta cũng đã tiêu rồi. Né, không kịp nữa rồi. Diệp Huyên. Nụ cười của Đại Thiên Tôn càng thêm chua xót. Diệp Huyên lại hỏi, vậy cao thủ mệnh chi cảnh nhằm vào ta thì họ không cảm nhận được nguy hiểm sao? Đại Thiên Tôn liếc nhìn Diệp Huyên, chần chờ một chút rồi hỏi, Diệp Thiếu, thực lực bây giờ của cậu. Diệp Huyên cười nói, ý ta là, chẳng phải đằng sau ta còn có một vị muội muội sao? Đại Thiên Tôn ngẫm nghĩ một hồi mới nghĩ ra được một cách nói có vẻ uyển chuyển, Diệp Thiếu, cậu là cậu. Muội muội cậu là muội muội cậu. Ý là muội muội của ngươi có lợi hại thì cũng chẳng liên quan đến ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trong lòng người đúng là không biết tự lượng sức mình gì hết. Diệp Huyên. Chỉ một lát sau, mọi người đã đi tới Thiên Hồn Thần Điện. Thiên Hồn Thần Điện trước đó đã bị cô gái váy trắng hủy diệt, giờ nó là do đám Đại Thiên Tôn tạm thời xây dựng lên. Báo thù. Đám Đại Thiên Tôn chưa bao giờ từng có cái suy nghĩ đó. Mẹ nó, một kiếm của đối phương đã lập tức giết chết mấy vị mệnh chi cảnh rồi, còn báo thù. Lấy cái gì báo? Lúc này, chỉ cần có chút chỉ số thông minh cũng biết phải đi nịnh nọt chứ không phải là báo thù. Đại Thiên Tôn sắp xếp cho Diệp Huyên một cái đại điện xa hoa, không những thế, còn cử hai tên cao thủ mệnh chi cảnh âm thầm canh chừng không rời nửa bước. Trong một căn đại điện, Đại Thiên Tôn và những cao thủ mạnh nhất của Thiên Hồn Thần Điện đang ngồi lại với nhau. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, mọi người, ta có một cái ý tưởng. Mọi người nhìn Đại Thiên Tôn, y khẽ nói, hôm đó, điện chủ đã bị giết chết, giờ chúng ta không có điện chủ nên ta muốn đề cử một vị. Một ông lão cười nói, Đại Thiên Tôn, ngươi có thực lực mạnh nhất nên đương nhiên là ngươi làm điện chủ rồi. Mà ngươi làm thì chúng ta đều phục. Mọi người vội vàng gật đầu đồng ý. Đại Thiên Tôn lại lắc đầu, ta muốn để Diệp Thiếu làm điện chủ. Mọi người có mặt ở đây nghe vậy đều sửng sốt. Ông lão kia trần chờ một chút rồi hỏi, Đại Thiên Tôn, ý ngươi là sao? Đại Thiên Tôn khẽ nói, nếu chúng ta muốn bỡ đỡ vị tiền bối kia thì nhất định phải thông qua Diệp Thiếu này. Trong điện, mọi người liếc nhìn nhau rồi không nói gì. Đại Thiên Tôn lại nói, các vị. Cao thủ giống như cô gái váy trắng kia vốn dĩ chúng ta là hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với nàng ấy, chứ đừng nói là khiến người ta chỉ bảo. Nhưng, giờ đang có một cơ hội, đó chính là Diệp Thiếu kia. Lúc trước, tại sao nàng ấy không giết chúng ta mà lại lấy bức tranh của Diệp Thiếu cho chúng ta xem? Đơn giản là vì nàng ấy muốn chúng ta đi theo Diệp Thiếu. Nếu ta không đoán sai thì nàng ấy muốn rèn luyện Diệp Thiếu, còn chúng ta nếu đi theo hắn thì mai sau gặp cô gái váy trắng kia. Chỉ cần được chỉ vẽ một chút thôi cũng đã là một cơ hội để chúng ta thay đổi vận mệnh rồi. Mọi người đều im lặng. Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, nếu không có cơ hội ấy, dù chúng ta có phấn đấu 100 vạn năm cũng chưa chắc tiến thêm được bước nào. Các vị thấy sao? Ông lão kia im lặng một lát rồi trầm giọng nói, chúng ta nghe Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn gật đầu, vậy chúng ta sẽ tôn Diệp Thiếu lên làm điện chủ. Xong. Có một điều ta cần mọi người phải nhớ kỹ. Y nói xong bèn liếc mọi người một cái, sau đó mới nói, chúng ta tôn Diệp Thiếu làm điện chủ, không phải là tìm một con rối. Nếu tôn hắn là điện chủ, vậy chúng ta sẽ thật sự coi hắn là điện chủ. Sau khi tiếp xúc với Diệp Thiếu, hắn cũng không phải là một người thích dối trá. Chúng ta đối xử chân thành với hắn thì hắn cũng sẽ đối xử chân thành với chúng ta. Hy vọng mọi người nhớ kỹ điều này. Mọi người vội vàng gật đầu. Đại Thiên Tôn nói, nếu mọi người không có ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ đi gặp Diệp Thiếu ngay bây giờ luôn. Y nói xong bèn dẫn mọi người rời đi. Mấy người muốn để ta làm điện chủ. Khi Diệp Huyên biết được mục đích của Đại Thiên Tôn đến đây thì hắn cũng ngây ngẩn cả người. Làm điện chủ. Diệp Huyên lập tức lắc đầu, Đại Thiên Tôn, với thực lực của ta thì hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm chức điện chủ. Đại Thiên Tôn cười nói, cậu có thể. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, Đại Thiên Tôn,
ta biết ý của ngươi, mục đích của ngươi chủ yếu là Thanh Nhi. Nếu ta gặp được muội ấy thì có thể bảo nàng chỉ bảo cho mấy người đôi chút. Còn chức điện chủ này, ta... Đại Thiên Tôn cười nói, Diệp Thiếu, trước mắt thì Thiên Hồn Thần Điện ta có 7 vị mệnh chi cảnh và 12.000 cao thủ nguyên thần cảnh. Mà trong tay chúng ta còn có 2 cái quặng thiên cực tinh cực phẩm và 200 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Y nói xong nhìn về phía Diệp Huyên, nếu cậu bằng lòng làm điện chủ, những thứ đó đều là của cậu, mặc cậu sử dụng. Diệp Huyên. Đại Thiên Tôn lại nói tiếp, mà sinh sống ở táng vực này thì có nhiều người hơn mới là có lợi. Diệp Huyên im lặng, hắn đương nhiên biết điều đó. Đại Thiên Tôn này là muốn cột hắn vào cùng nhau. Điều này có hại với mình sao? Không có. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn cười nói, Đại Thiên Tôn, nếu ta làm điện chủ của các ngươi thì các ngươi có bằng lòng nghe ta sai sử thật không? Đại Thiên Tôn vội đáp, đương nhiên là có rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được, vậy ta sẽ làm điện chủ. Đại Thiên Tôn thầm vui vẻ rồi vội vàng kính cẩn thi lễ, ra mắt điện chủ. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Đại Thiên Tôn, từ nguyên thần cảnh đạt tới mệnh chi cảnh thì cần khoảng bao nhiêu thiên cực tinh cực phẩm? Đại Thiên Tôn suy nghĩ một chút rồi đáp, tùy người, có người cần 300 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, nhưng có người lại cần nhiều hơn. Đương nhiên, cũng có thể là ít hơn. 300 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức xa sầm. Hiện nay, Tuyết Tỷ đã cắn nuốt hơn 200 vạn miếng thiên cực tinh, hiển nhiên vẫn là không đủ. Nói cách khác, ước tính có lẽ còn cần hơn 100 vạn miếng thiên cực tinh. Ngoài ra, hắn còn phải hy vọng đạt tới mệnh chi cảnh. Hắn có chút đau đầu. Song may mà mỗi tháng 3 cái quặng thiên cực tinh trong tiểu tháp đều có thể sản xuất không ít thiên cực tinh. Dùng thời gian trong tiểu tháp để tính thì mỗi năm một cái quặng có thể sản xuất hơn 1.000 miếng thiên cực tinh cực phẩm. Đương nhiên, đó cũng không phải là nói hơn 1.000 miếng thiên cực tinh cực phẩm kia có thể dùng ngay, mà nó còn phải trải qua khoảng mấy chục năm mới thật sự ngưng tụ thành thiên cực tinh cực phẩm dùng được. Nói cách khác, cứ mấy ngày, hắn lại có thêm mấy ngàn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Cũng không ít. Nhưng, nếu muốn đào tạo mệnh chi cảnh thì tốc độ sản xuất ấy thật sự quá ít. Diệp Huyên như chợt nhớ đến gì đó, nhìn sang Đại Thiên Tôn nói, nếu ngươi tin ta, có thể đưa 2 cái quặng cực phẩm trong tay mình đặt ở chỗ ta. Ta có một cái tiểu tháp, thời không bên trong nó khác với bên ngoài. Đại Thiên Tôn cười nói, đương nhiên là tin tưởng điện chủ rồi. Điện chủ chờ chút, ta đi mang đến. Y nói xong bèn xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyên liên lạc với Tuyết Tỷ vẫn đang tu luyện, Tuyết Tỷ. Tỷ còn cần bao lâu mới có thể đạt tới mệnh chi cảnh? Song vẫn chưa thấy tỷ ấy trả lời. Diệp Huyên cạn lời. Chẳng bao lâu sau, Đại Thiên Tôn đã đi tới trước mặt Diệp Huyên. Y lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, điện chủ, cậu phải mau đặt nó vào nơi có linh khí, không thì không có linh khí nuôi dưỡng, nó sẽ không thể sản xuất thiên cực tinh cực phẩm. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhận lấy nhẫn. Bấy giờ, Đại Thiên Tôn lại nói, điện chủ, trong nhẫn chứa đồ còn có mấy trăm vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Diệp Huyên nhìn Đại Thiên Tôn cười hỏi, các người cứ thế đưa hết tài sản của Thiên Hồn Thần Điện cho ta. Đại Thiên Tôn cười nói, nếu chúng ta đã ủng hộ lập cậu là điện chủ thì đương nhiên phải lấy cậu làm đầu rồi. Y nói xong dừng một chút lại nói, điện chủ, ta biết có lẽ cậu có cách nghĩ khác, nhưng cậu có thể yên tâm. Chúng ta ủng hộ lập cậu làm điện chủ cũng không phải định làm ra một con rối. Chúng ta thật sự kính trọng cậu. Đương nhiên, mục đích của chúng ta cũng rất đơn giản. Đó chính là mong cậu dẫn chúng ta đi lên một tầm cao mới. Diệp Huyên cười hỏi, chẳng hạn như phía trên mệnh chi cảnh. Đại Thiên Tôn vội vàng gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Hắn nói xong bèn nhìn về phía nhẫn chứa đồ trong tay. Cười nói, Diệp Huyên ta sẽ không lấy không của các người. Đại Thiên Tôn mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Đại Thiên Tôn rời đi, còn Diệp Huyên lại lấy ra 100 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm bỏ vào bên cạnh Tuyết Tỷ. Ngoài ra, hắn cũng bắt đầu làm hư vọng tiến lên mệnh chi cảnh. Còn chính hắn thì hắn biết với tình hình giờ đây của mình, muốn đạt tới mệnh chi thì trong khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn không có khả năng. Mà hư vọng lại có thể. Nàng ta cũng chỉ cần tiền mà thôi.
Một khi hư vọng đạt tới mệnh chi cảnh, còn có kiếm thanh huyên thì lúc ấy nàng ta đã tuyệt đối vô địch trong cùng cảnh giới. Thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là bồi dưỡng thêm mấy cái vệ sĩ cho thỏa đáng. Đương nhiên, chính hắn cũng cần mạnh lên, giờ Diệp Huyên chỉ là muốn đạt tới mệnh thể cảnh trước. Tu luyện mệnh thể. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện, mà ở trong Thiên Hồn Thần Điện thì cũng không có ai đến làm phiền hắn. Chấm chấm chấm. Tu luyện không 5 tháng, bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên đã tu luyện gần 100 năm. Với bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua 10 ngày. Mà lúc này, hắn đã đạt tới mệnh thể cảnh. Cơ thể đã mạnh lên rất nhiều. Ngoài ra, hắn cũng càng ngày càng thành thạo nắm giữ thời không thần bí kia. Giờ hắn không những có thể sử dụng áp lực thời không của thời không thần bí, mà còn thi triển ra được vực sâu thời không. Mà hắn cũng phát hiện, vực sâu thời không của nó lại khác với vực sâu thời không bên ngoài. Trực giác nói cho Diệp Huyên biết, dù là cao thủ mệnh chi cảnh tiến vào bên trong e rằng cũng không thể chạy ra một cách dễ dàng. Đương nhiên, cũng có một vấn đề, đó là làm sao mới có thể nhốt cao thủ mệnh chi cảnh vào vực sâu thời không của thời không thần bí kia. Đây là cả một vấn đề. Điều đáng để nói là cuối cùng khí thế của Dương Niệm Tuyết cũng có sự thay đổi. Giờ phút này, khí thế phát ra từ trong người Dương Niệm Tuyết đã bỏ xa nguyên thần cảnh. Diệp Huyên biết, nàng đã tiến vào mệnh chi cảnh. Nếu nàng vẫn chưa đến mệnh chi cảnh thì hắn sẽ điên thật đó. Bởi vì từ đầu đến giờ, Dương Niệm Tuyết đã tiêu hao 350 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ thật sự bất lực. Một lát sau, Diệp Huyên đứng dậy rời khỏi tiểu tháp đi ra bên ngoài. Thiên Hồn Thần Điện nằm trên một ngọn núi, bên dưới là một dãy núi vô tận, nhìn ra xa có thể thu hết chúng vào đáy mắt. Diệp Huyên nhìn núi non trùng điệp phía dưới, mỉm cười. Thật yên ả. Nó thật sự rất hiếm với hắn. Bởi vì trên con đường này, hắn không phải đang đánh nhau chính là sắp đánh nhau, hiếm có thời gian yên ả như này. Hiện giờ, hắn không có kẻ địch. Không còn ai muốn đến giết hắn nữa. Diệp Huyên như nhớ ra điều gì đó, hơi suy nghĩ, kiếm thanh huyên bỗng dưng xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn nó mỉm cười, cười có chút sáng lạn. Với thực lực hiện nay của hắn cộng thêm kiếm thanh huyên thì không phải không có cơ hội đánh một trận với cao thủ mệnh chi cảnh. Đặc biệt là Diệp Huyên còn có thời không thần bí kia. Lúc này, Đại Thiên Tôn chợt xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Đại Thiên Tôn, ngươi tới vừa khéo, ta vừa đột phá, muốn lãnh giáo vài chiêu với ngươi. Đại Thiên Tôn ngây người rồi cười nói, được, chúng ta đổi một nơi đã. Y nói xong bèn biến mất cùng với Diệp Huyên, khi xuất hiện thì cả hai đã đi vào một mảnh tinh vực yên tĩnh. Đại Thiên Tôn cười nói, điện chủ, ra tay đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó kiếm thanh huyên trong tay hắn bỗng nhiên bay ra. Đại Thiên Tôn híp mắt lại. Kiếm nhanh thật. Đây là suy nghĩ trong đầu của Đại Thiên Tôn vào lúc này, song y cũng không có nghĩ nhiều, khẽ nghĩ, trước mặt chợt xuất hiện một áp lực thời không cực mạnh. Nó đủ để đàn áp một kiếm này của Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt y lại lập tức thay đổi, vì kiếm của Diệp Huyên trực tiếp làm lơ thời không của mình. Đại Thiên Tôn thầm hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, giơ tay đón đỡ. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, còn Đại Thiên Tôn lại trực tiếp bị đánh vào vực sâu thời không của thời không thần bí kia. Khoảnh khắc khi tiến vào đó, sắc mặt Đại Thiên Tôn lập tức thay đổi hẳn, hai tay đè mạnh xuống, một sức mạnh khủng bố khuếch tán ra từ trong người y. Thoáng chốc, toàn bộ vực sâu thời không bắt đầu sôi lên. Nhưng sức mạnh của y vẫn chưa thể phá hủy vực sâu thời không. Bên trong vực sâu thời không, Đại Thiên Tôn nhanh chóng rơi xuống. Dưới sự phá hủy khủng bố của sức mạnh vực sâu thời không, cơ thể y bắt đầu dần dần biến mất. Đại Thiên Tôn không cam lòng, vội vàng sử dụng vô số sức mạnh thời không. Song, chúng lại hoàn toàn không có tác dụng trong vực sâu thời không này. Giờ phút này, Đại Thiên Tôn có chút luống cuống. Y bất chấp mọi thứ vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên ở bên ngoài, vì giờ phút này, nếu không đi ra ngoài, cơ thể y chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất. Không những là cơ thể mà ngay cả linh hồn cũng sẽ biến mất. Sẽ bị giết chết. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm thanh huyên bay vào vực sâu thời không, sau đó dẫn Đại Thiên Tôn ra.
Sau khi ra ngoài, Đại Thiên Tôn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt khó có thể tin, điện chủ. Thực ra, trong lòng Diệp Huyên cũng hơi giật mình. Bởi vì hắn không ngờ khi kiếm Thanh Huyên đụng vào Đại Thiên Tôn, thế mà có thể đưa y vào vực sâu thời không của thời không thần bí kia. Là đưa vào mà không phải đánh vào. Hơn nữa, suy đoán của hắn cũng không có sai, dù cao thủ mệnh chi cảnh tiến vào bên trong cũng khó mà thoát ra được. Nhưng hắn cũng biết, ban nãy chỉ là Đại Thiên Tôn khinh địch mà thôi. Nếu y không khinh địch, không để kiếm Thanh Huyên đụng vào mình thì sẽ không bị đưa vào vực sâu thời không của thời không thần bí kia. Kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay im lặng một lát rồi đi đến trước mặt Đại Thiên Tôn tiếp. Sau đó, hắn đưa thanh kiếm cho y, Đại Thiên Tôn, cầm thử xem. Đại Thiên Tôn ngó Diệp Huyên, y không có nghĩ nhiều, vươn tay cầm lấy kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên hơi suy nghĩ, ngay sau đó, Đại Thiên Tôn đã bị đưa vào vực sâu thời không của thời không thần bí kia. Trong lòng Đại Thiên Tôn lại hoảng sợ. Lúc này, kiếm Thanh Huyên lại dẫn y ra. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Huyên với vẻ mặt khó tin. Khóe miệng Diệp Huyên cũng khẽ cong lên. Hắn phát hiện, chỉ cần đối phương đụng vào kiếm Thanh Huyên thì mình có thể đưa họ vào vực sâu thời không thần bí kia. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn có thể hố người khác. Diệp Huyên nghĩ vậy thì không khỏi nở nụ cười. Đại Thiên Tôn thấy Diệp Huyên cười xấu xa như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Vị điện chủ này cũng không phải một người tốt lành gì. Diệp Huyên như chợt nghĩ đến cái gì đó, nụ cười bỗng dưng vụt tắt. Kẻ địch. Mẹ nó. Chính mình cần kẻ địch. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn lắc đầu cười, bản thân có chút phiêu quá rồi. Bấy giờ, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, thời không ban nãy của cậu. Đối với thời không thần bí mà Diệp Huyên thi triển ra ban nãy, y vừa kiêng kỵ lại hơi tò mò. Diệp Huyên hoàn hồn lại, cười nói, đó là Thanh Nhi làm cho ta. Cô gái váy trắng. Đại Thiên Tôn lắc đầu cười khổ, chẳng trách. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, một ông lão chợt xuất hiện trước mặt Đại Thiên Tôn rồi định nói gì đó với y. Đại Thiên Tôn đanh mặt, ông lão hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ khom lưng nói, điện chủ, Võ Linh Thành gửi thiệp mời tới. Diệp Huyên nhíu mày, Võ Linh Thành. Đại Thiên Tôn vội giải thích, một cái thế lực siêu cấp. Diệp Huyên nhìn ông lão cười hỏi, thiệp mời gì? Ông lão vội vàng dâng thiệp mời lên. Diệp Huyên mở ra nhìn thì khẽ cau mày. Đại Thiên Tôn nhìn Diệp Huyên đưa thiệp mời sang cho y. Đại Thiên Tôn nhận lấy xem thì cũng cau mày lại. Diệp Huyên cười nói, bọn họ mời ta đi Võ Linh Thành, nói đã phát hiện di tích do Khổ Tu để lại. Khổ Tu? Hắn từng nghe Hung Nghê nói, nguyên thần cảnh là do hắn ta sáng tạo ra, là một thiên tài tuyệt thế. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, Khổ Tu. Diệp Huyên ngó Đại Thiên Tôn cười nói về Khổ Tu này nghe xem. Đại Thiên Tôn cười khổ, hắn ta thật sự là một thiên tài siêu cấp, có 102 xưa giờ, tư chất ấy chỉ xếp sau Tuyết Sơn Vương. Diệp Huyên nhíu mày, Tuyết Sơn Vương. Đại Thiên Tôn gật đầu, chính là người sáng tạo ra mệnh chi cảnh. Diệp Huyên khẽ nói, sáng tạo ra mệnh chi cảnh à, cái này khó lường đây. Đại Thiên Tôn gật đầu, cực kỳ khó lường. Khổ Tu này cũng là thiên tài trong thiên tài, Tuyết Sơn Vương vừa đạt tới mệnh chi cảnh một tháng, hắn ta cũng đã đạt tới. Thực ra, lúc đó hắn ta cũng sắp đột phá rồi, chỉ là Tuyết Sơn Vương kia nhanh hơn một bước thôi. Y dừng một chút rồi lại nói, nếu là di tích còn sót lại của Khổ Tu thật thì đó chắc chắn cực kỳ quý báu. Bởi vì theo ta biết, hồi đó Khổ Tu có nắm trong tay 12 cái thánh mạch và 68 cái quặng tinh cực phẩm. Diệp Huyên trợn to mắt, nhiều quặng tinh cực phẩm vậy luôn. Đại Thiên Tôn cười nói, quặng tinh cực phẩm cũng bình thường thôi, quý giá nhất là thánh mạch kia. Có thể nói, một cái thánh mạch tương đương với 10 cái quặng tinh cực phẩm. Diệp Huyên nghe vậy mặt mày chấn động. Đại Thiên Tôn đang định nói tiếp, Diệp Huyên lại bỗng hỏi, Đại Thiên Tôn, người ngoài đã biết chuyện ta là điện chủ của Thiên Hồn Thần Điện chưa? Đại Thiên Tôn lắc đầu, họ vẫn chưa biết. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đi Võ Linh Thành, nhưng ngươi là điện chủ, ta là đệ tử của ngươi, hiểu chưa?
Đại Thiên Tôn trần chờ một chút, sau đó hỏi, ý của điện chủ là ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Đại Thiên Tôn suy nghĩ rồi đáp, cũng được. Diệp Huyên cười nói, vậy kể từ giờ phút này, ta sẽ gọi ngươi là Sư Tôn. Đại Thiên Tôn cười ha ha, chúng ta đi thôi. Y nói xong bèn trực tiếp lên đường đến Võ Linh Thành với Diệp Huyên. Trên đường đi Đại Thiên Tôn bèn giới thiệu Võ Linh Thành cho Diệp Huyên, Võ Linh Thành này do một vị cao thủ tuyệt thế tên Võ Linh Mục thành lập. Hồi đó, có 12 người đạt tới mệnh chi cảnh, họ dựa theo trình tự tiến vào mệnh chi cảnh để xếp hạng. Đầu tiên là Tuyết Sơn Vương, thứ hai là Khổ Tu, còn Võ Linh Mục lại đứng thứ 9. Tuy không bằng Tuyết Sơn Vương và Khổ Tu, nhưng cũng là một cao thủ đỉnh cấp. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Tuyết Sơn Vương và Khổ Tu kia còn sống hay đã chết rồi? Đại Thiên Tôn lắc đầu, không biết, hồi đó sau khi đạt tới mệnh chi cảnh, họ đều biến mất. Còn chuyện họ đi nơi nào thì lại chẳng có ai biết. Diệp Huyên nhíu mày, lần này Võ Linh Thành nói phát hiện di tích do Khổ Tu để lại, có phải là có âm mưu gì không? Đại Thiên Tôn lắc đầu, không biết, cứ xem thử trước đã, đợi chúng ta đến Võ Linh Thành rồi sẽ biết thật hay giả thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tốc độ cả hai cũng nhanh hơn. Chưa đến một tiếng sau, hai người đã đi đến Võ Linh Thành. Cách đó không xa trước cổng thành, nơi đó có một pho tượng đang đứng sừng sững. Đại Thiên Tôn nhìn pho tượng kia nói, đây là Võ Linh Mục, hồi đó cũng là cao thủ đứng đầu một vùng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua pho tượng Võ Linh Mục kia rồi không nói gì thêm. Lúc này, một ông lão xuất hiện ở trước mặt hai người. Ông ta khẽ khom lưng với Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn cười nói, bây giờ ta là điện chủ Thiên Hồn Thần Điện. Ông lão mỉm cười, Đại Thiên Tôn cũng đừng nói giỡn. Ông ta nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên, vị Diệp Huyên Diệp công tử này mới là điện chủ của Thiên Hồn Thần Điện bây giờ đúng không? Đại Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt lập tức xa sầm. Lần này mục tiêu của Võ Linh Thành là Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Ông lão nhìn Diệp Huyên, trên mặt mang theo ý cười. Diệp Huyên mỉm cười, nói như vậy, người Võ Linh Thành mời là chính ta. Ông lão gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên cười nói, vậy các hạ dẫn đường đi. Ông lão hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp điện chủ đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp Huyên và Đại Thiên Tôn đi theo. Dọc đường, sắc mặt Đại Thiên Tôn u ám. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên cười nói, thần điện Thiên Hồn mang cả điện đến tìm ta, chắc chắn Võ Linh Thành đã âm thầm điều tra, bởi vậy, bọn họ biết ta cũng không phải chuyện lạ gì. Đại Thiên Tôn gật đầu, ta biết điều này, chỉ là vẫn hơi lo lắng. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, sợ bọn họ gây bất lợi cho ta. Đại Thiên Tôn gật đầu. Diệp Huyên cười nói, đi xem thử đã. Đại Thiên Tôn khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, dưới sự dẫn dắt của ông lão, Diệp Huyên và Đại Thiên Tôn đi tới điện Võ Linh. Đã có ba người ngồi bên trong điện, một ông lão, một người đàn ông trung niên và một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ông lão mặc trường bào màu xám, ngồi dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo bào hoa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông rất giản dị dễ gần. Khi nhìn thấy hai người Diệp Huyên, hắn ta lập tức đưa mắt nhìn sang, sau đó gật đầu mỉm cười. Còn cô gái kia thì khiến Diệp Huyên ngạc nhiên trước vẻ đẹp, nàng ta rất đẹp, đặc biệt là mái tóc dài của nàng ta, nó không phải màu đen, mà là màu bạc. Nhìn thấy hai người Diệp Huyên tiến vào, cô gái thoáng nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lẽo, không nói lời nào. Lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên truyền âm huyền khí, ông lão kia là Đại Hoang lão nhân của Bắc Đại Hoang. Mấy trăm vạn năm trước đã đạt đến mệnh chi, thực lực sâu không lường được, mà người đàn ông trung niên kia thì là môn chủ Khổ Bồ của Khổ Thần Môn, hắn ta là con cháu của Khổ Tu. Con cháu của Khổ Tu. Diệp Huyên liếc nhìn Khổ Bồ, trong lòng hơi kinh ngạc. Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, cô gái kia là người của Đại Tuyết Sơn, tên là Tuyết Linh Lung, nàng ta là con cháu của vị Tuyết Sơn Vương đã từng vô địch kia. Ngoài vị táng man nhi tính tình cổ quái kia thì cao thủ đỉnh cấp của táng vực đều đến cả rồi. Diệp Huyên đang muốn hỏi cái gì, lúc này, một cô gái từ ngoài cửa đi vào.
Mọi người nhìn về phía cô gái mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa, một cây roi màu đỏ quấn trên tay phải. Vẻ ngoài cô gái không hề thua kém Tuyết Linh Lung, mái tóc nàng ta được tết thành vô số đuôi sam nhỏ xõa ra sau đầu, cộng thêm cách trang điểm ăn mặc, vừa nhìn đã biết nàng ta không phải người hiền lành gì. Diệp Huyên đã đoán ra thân phận của đối phương. Chắc hẳn cô gái này là Táng Man Nhi. Sau khi Táng Man Nhi tiến vào đại điện, nàng ta quét nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng, ánh mắt nàng ta rơi xuống người Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên, điện chủ của thần điện thiên hồn. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng. Táng Man Nhi đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nhíu mày, thần thể cảnh. Diệp Huyên lại gật đầu, đúng. Táng Man Nhi nhìn Diệp Huyên, có thể lấy thực lực thần thể cảnh làm điện chủ thần điện thiên hồn, chỉ có hai cách giải thích, thứ nhất, ngươi là đại lão ẩn giấu, nhưng theo ta thấy, ngươi thật sự chỉ là thần thể cảnh. Nói xong, nàng ta đi đến chỗ ngồi bên cạnh. Diệp Huyên hơi tò mò, vậy cách giải thích thứ hai thì sao? Sau khi ngồi xuống, Táng Man Nhi bắt chéo hai chân, ngươi là người có chống lưng khiến cho ngay cả thần điện thiên hồn cũng muốn nịnh bợ. Diệp Huyên, Tuyết Linh Lung và Khổ Bồ bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, hai người không nói lời nào. Thật ra, bọn họ cũng rất tò mò về thân phận của Diệp Huyên. Thằng nhóc này mới thần thể cảnh đã có thể làm điện chủ thần điện thiên hồn, sao có thể đơn giản được. Lúc này, Táng Man Nhi lại nói, Diệp điện chủ, hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Diệp Huyên đang định nói chuyện, nhưng Táng Man Nhi đã hỏi thẳng luôn, thần điện thiên hồn đột nhiên bị diệt, không chỉ mấy cao thủ mệnh chi cảnh ngã xuống, mà ngay cả điện chủ cũng bị tiêu diệt, việc này liên quan đến người đứng đằng sau ngươi, phải không? Diệp Huyên nhìn Táng Man Nhi. Mẹ nó! Sao bây giờ toàn gặp phải người có trí thông minh cao như vậy chứ? Táng Man Nhi cười nói, ta biết rồi. Diệp Huyên lại đột nhiên cười nói, vì sao cô nương không cho rằng đó là ta làm chứ? Nghe vậy, Khổ Bồ và Tuyết Linh Lung đã thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Huyên lần nữa, lần này ngay cả Đại Hoang lão nhân cũng mở mắt nhìn về phía Diệp Huyên. Táng Man Nhi nhìn thẳng Diệp Huyên, ngươi làm. Diệp Huyên cười ha hả, hắn đi đến một chiếc ghế cách đó không xa ngồi xuống, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ở bên ngoài, thực lực rất quan trọng, nếu thực lực không đủ, nhất định phải ra vẻ bí ẩn. Dù sao ra vẻ bí ẩn cũng không phạm pháp. Táng Man Nhi nhìn Diệp Huyên, cười nói như vậy, Diệp điện chủ không phải thần thể cảnh à. Diệp Huyên nhìn về phía Táng Man Nhi, cười nói, Man Nhi cô nương, ta xưng hô với ngươi như vậy, ngươi không để ý chứ. Táng Man Nhi vừa định nói chuyện, Diệp Huyên lại giành nói trước, Man Nhi cô nương, từ khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là một người phóng khoáng, thật ra, ta cũng rất thích tính cách này của ngươi, bởi vì Diệp Huyên ta cũng là một người phóng khoáng. Ý của ta là, nếu như ngươi rất tò mò về ta, vậy chúng ta có thể trao đổi riêng tư, bây giờ nơi này có nhiều người, rất nhiều chuyện ta không tiện nói ra, ngươi hiểu chứ? Táng Man Nhi hơi sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, Diệp điện chủ, ngươi thú vị, rất thú vị, ha ha. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào trong điện. Đại Thiên Tôn sau lưng Diệp Huyên nói, Võ Khánh, thành chủ hiện giờ của Võ Linh Thành. Sau khi tiến vào trong điện, Võ Khánh nhìn mọi người bên trong, cười nói, hôm nay mời các vị đến đây, giống như ta đã nói bên trong thiệp mời, đó chính là Võ Linh Thành ta phát hiện di tích khổ tu tiền bối để lại. Nhưng mà, Võ Linh Thành ta không cách nào mở ra di tích này, bởi vậy triệu tập các vị đến cùng nhau nghĩ cách. Táng Man Nhi cười nói, nếu như mở ra được, vậy phải phân chia thế nào? Nghe vậy, mọi người trong điện nhìn về phía Võ Khánh. Võ Khánh mỉm cười, tất nhiên là chia đều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tiến vào bên trong. Chia đều. Táng Man Nhi chỉ cười mà không nói gì. Lúc này, Đại Hoang lão nhân vẫn luôn im lặng đột nhiên nói, thành chủ Võ Khánh, tính chân thực của di tích. Võ Khánh cười nói, tuyệt đối là thật. Đại Hoang lão nhân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Võ Khánh nói, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Các vị, chúng ta đi đến di tích kia thôi. Nói xong, hắn ta mở lòng bàn tay ra rồi quét một cái, trong nháy mắt, trước mặt mọi người xuất hiện một truyền tống trận. Võ
Võ Khánh không có bất kỳ lời thừa thãi nào, trực tiếp tiến vào truyền tống trận trước mặt hắn ta. Trong điện, mọi người liếc mắt nhìn nhau, lúc này, Táng Man Nhi cười nói, chẳng lẽ Võ Linh Thành còn muốn hại chúng ta hay sao? Nói xong, nàng ta cũng đi vào trong đó. Chỉ chốc lát, mấy người Tuyết Linh Lung cũng tiến vào trong truyền tống trận. Đại Thiên Tôn sau lưng Diệp Huyên trầm giọng nói, điện chủ, có lẽ chuyện này không đơn giản. Diệp Huyên im lặng chốc lát, sau đó nói, ngươi trở về thần điện thiên hồn, sau đó luôn luôn chú ý đến Võ Linh Thành này. Nói xong, hắn lập tức tiến vào truyền tống trận. Đại Thiên Tôn im lặng một lát rồi quay người rời đi. Một khắc sau, đám người Diệp Huyên đi vào trong một tinh không lạ lẫm, ở tận cùng tinh không này, mọi người nhìn thấy một cung điện mịt mờ. Võ Khánh cầm đầu chỉ vào tòa cung điện kia từng là nơi Khổ Tu tiền bối tu luyện. Đám người Tuyết Linh Lung nhìn sang Khổ Bồ bên cạnh, tên này chính là con cháu của Khổ Tu, chắc hẳn quen thuộc với di tích này nhất. Khổ Bồ nhìn về phía cung điện kia, một lát sau, hắn ta lắc đầu, ta không cách nào xác định. Bởi vì năm đó sau khi tiên tổ rời đi, cho dù trong tộc ta cũng có cực kỳ ít ghi chép liên quan đến người. Tuyết Linh Lung nói, không thể vào sao. Võ Khánh cười nói, không vào được. Nơi này có 36 loại thời không thần bí ngăn cản, mỗi loại thời không đều không giống nhau, có vài thời không còn hệt như mê cung. Nói xong, hắn ta lắc đầu cười gượng, quá khó khăn. Thời không. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên sáng rực lên. Mẹ nó, có kiếm thanh huyên và thời không thần bí, có thời không nào hắn không giải quyết được. Đương nhiên, hắn cũng không ngu đến mức đi qua phá giải, lúc này bại lộ kiếm thanh huyên và thời không thần bí chính là tự tìm đường chết. Khiêm tốn. Hành tẩu bên ngoài, thực lực hơi thấp, vẫn nên khiêm tốn. Lúc này, Tuyết Linh Lung đi về nơi xa, chưa đi được mấy bước, thời không trước mặt nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo. Nàng ta tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi khoảng chừng một khắc, cơ thể nàng ta bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nhìn thấy cảnh này, đám người Táng Man Nhi đều nhíu chặt mày. Lúc này, Tuyết Linh Lung lui trở về, sắc mặt nàng ta hơi tái, nàng ta nhìn về nơi xa, thời không thứ 26 rất phức tạp, rất mạnh. Võ Khánh bên cạnh cũng gật đầu, Võ Linh Thành ta cũng dừng bước ở thời không thứ 26 kia. Nói đến đây, hắn ta lắc đầu cười khổ, cho dù phá giải được thời không thứ 26 này thì đằng sau vẫn còn 10 thời không mạnh mẽ hơn. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người nơi này đều trở nên nghiêm túc. Lúc này, Đại Hoang lão nhân đột nhiên nói, Võ Thành chủ mời Diệp Điện chủ, có lẽ Diệp Điện chủ có chỗ nào hơn người nhỉ? Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyên thoáng nhìn Đại Hoang lão nhân, không nói gì. Võ Khánh nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, Diệp Điện Chủ không tầm thường, theo ta được biết, trong tay Diệp Điện Chủ có một thanh kiếm, dường như kiếm này có thể khắc chế thời không chi đạo, phải không? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, Võ Thành Chủ, kiếm này của ta quả thật có một ít hiệu quả khắc chế thời không, nhưng đó cũng chỉ là đối với thời không bình thường, mà thời không nơi này là Khổ Tu tiền bối để lại, kiếm của ta sao có thể phá giải thời không của Khổ Tu tiền bối? Võ Khánh cười nói, sao Diệp Điện Chủ không thử một chút chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn đi về nơi xa, nhưng mà, hắn còn chưa đi đến thời không thứ 26 thì đã dừng lại, hắn bị thời không thứ 9 ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Võ Khánh lập tức trở nên khó coi. Thằng nhóc này thật sự là đồ ăn hại sao? Lúc này, Diệp Huyên lùi trở về, đầu hắn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trông vẻ rất suy yếu. Diệp Huyên xua tay liên tục, quá kinh khủng, ta không vào được, thật sự không vào được. Sắc mặt mọi người đều khó coi, mẹ nó, vốn cho rằng thằng nhóc này là một đại thần, bây giờ xem ra, thằng nhóc này chỉ là một tên ăn hại. Lúc này, Tuyết Linh Lung kia nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Điện Chủ là không thể đi vào, hay là không muốn đi vào. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lại có thay đổi rất nhỏ. Chẳng lẽ Diệp Huyên này đang giả vờ sao? Cho dù ngươi không qua được thời không thứ 26, nhưng cũng không đến mức ngay cả thời không thứ 9 cũng không qua được chứ. Diệp Huyên gượng cười, Tuyết Linh Lung cô nương, ta mới thần thể cảnh thôi. Thần thể cảnh. Sắc mặt mọi người nơi đây đều có phần khó coi.
Mẹ nó! Ngươi thật sự chỉ là thần thể cảnh. Tuyết Linh Lung im lặng một lát rồi nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi thật sự chỉ là thần thể cảnh, vậy vì sao ngươi muốn đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi không biết, mọi người ở đây thấp nhất cũng là mệnh chi, hơn nữa không có bất kỳ mệnh chi nào tầm thường. Mà ngươi mới chỉ thần thể cảnh, là cái gì khiến ngươi có tự tin đến đây vậy? Diệp Huyên im lặng chốc lát rồi nói, là các ngươi mời ta đến. Mọi người nhìn về phía Võ Khánh im lặng một lát, sau đó nói, xin lỗi, Diệp công tử, ta thật sự không biết ngươi yếu như vậy, ta vẫn cho rằng ngươi là một vị đại lão. Đại lão? Không chỉ Võ Khánh cho rằng Diệp Huyên là đại lão, mà ngay cả đám người Tuyết Linh Lung bên cạnh đều cho rằng Diệp Huyên là đại lão. Một thần thể cảnh sao có thể trở thành điện chủ thần điện thiên hồn chứ? Không có lý. Lúc này, Táng Man Nhi bỗng nói, Diệp điện chủ, vừa nãy chẳng phải còn đang nói với ta, biến cố của thần điện thiên hồn là do ngươi làm sao? Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, ta chém gió thôi. Táng Man Nhi nhìn Diệp Huyên, một lúc lâu sau, nàng ta giơ ngón tay cái, ngươi đỉnh lắm. Đại Hoang lão nhân bỗng hỏi, Diệp công tử, đại thiên tôn kia tại sao lại tôn ngươi làm điện chủ? Diệp Huyên nói, bọn họ muốn tìm một con rối. Đại Hoang lão nhân nhìn thẳng Diệp Huyên, tìm con rối làm gì? Diệp Huyên nói, thần điện thiên hồn không phải đã xảy ra biến cố sao? Bọn họ sợ đối phương đến kiếm chuyện với bọn họ, nếu đối phương lại đến nữa, thì lúc đó sẽ đẩy ta ra chịu đòn. Đại Hoang lão nhân nhìn Diệp Huyên chằm chằm, là ai đã động đến thần điện thiên hồn? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Đại Hoang lão nhân còn muốn hỏi gì đó thì Diệp Huyên cười khổ, các vị tiền bối, ta chỉ mới là thần thể cảnh thôi. Ta có thể biết gì chứ? Thần thể cảnh. Trong sân, mọi người đều có chút đau đầu. Lúc này, Võ Khánh thấp giọng thở dài, Diệp công tử, vậy ngươi quay về đi. Diệp Huyên vội gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bây giờ hắn đã biết về nơi này, đến lúc nào đó hắn lại lén đến đây, sau đó lặng lẽ đi vào bí cảnh kia, quét sạch thần vật và quảng tinh bên trong, há chẳng phải quá đẹp rồi sao? Ngay lúc này, Táng Man Nhi kia bỗng nói, đợi đã. Diệp Huyên dừng bước, nhìn Táng Man Nhi cười nói, Diệp công tử, nếu ngươi đã đến rồi thì cứ ở lại đi. Diệp Huyên lại vội lắc đầu, Man Nhi cô nương, ta ở lại nơi này, thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa, ta không giúp được mọi người chuyện gì, ta vẫn nên quay về thôi. Nói xong, hắn muốn chuồn đi, thì lúc này, một áp lực thần bí lập tức bao phủ lấy hắn. Diệp Huyên có chút đau đầu, hắn quay người nhìn Táng Man Nhi cô nương có ý gì? Táng Man Nhi đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, ngươi cứ ở lại đi. Đi theo ta. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao chứ? Man Nhi chớp mắt, nếu ngươi muốn đi, cũng có thể, đánh thắng ta đi, chỉ cần đánh thắng ta thì ngươi có thể đi tùy ý. Diệp Huyên. Ngay lúc này, Khổ Bồ ở bên cạnh chợt nói, các vị, ta lại có một cách. Mọi người nhìn Khổ Bồ trầm giọng nói, với thực lực mỗi người chúng ta, rất khó để phá được thời không thứ 26, cho dù có thể thì mọi người cũng sẽ không nguyện ý, bởi vì như vậy tương đương phải dốc hết toàn lực, mà sau khi dùng hết sức thì bản thân chắc chắn sẽ yếu vô cùng. Vì vậy, đề nghị của ta rất đơn giản, chính là mọi người liên thủ phá giải, cho dù yếu đi, thì cũng là mọi người cùng yếu. Mọi người cảm thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, mọi người gật đầu, không ý kiến gì. Khổ Bồ cười nói, nếu không có ý kiến, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nói đến đây, đột nhiên hắn ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên đang định nói thì Táng Man Nhi lại cười nói, hắn đi theo ta. Khổ Bồ nhìn Táng Man Nhi, cười nói, theo ý ngươi. Táng Man Nhi nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười có chút kỳ lạ. Diệp Huyên cũng cạn lời, cô gái này sao cứ quấn lấy mình vậy? Lúc này, mọi người đều đi về vùng thời không phía xa, Diệp Huyên đương nhiên cũng đi theo. Tuy thời không thứ 26 rất kinh khủng, nhưng khi nhóm người Táng Man Nhi liên thủ thì thời không thứ 26 bắt đầu bị tách ra, ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người xuyên qua thời không thứ 26, đến trước thời không thứ 27.
thời không thứ 27 này rất kỳ lạ, giống như được ngưng tụ lại từ nước vậy, khi mọi người tiến vào trong, cả khu vực thời không lập tức dao động, sắc mặt nhóm người Võ Khánh thoáng chốc thay đổi, vì bọn họ phát hiện, áp lực thời không của vùng thời không này đột nhiên lại tăng lên gấp 10 lần. Diệp Huyên không đi vào, nhưng lúc này sắc mặt hắn cũng rất nghiêm trọng, vì hắn phát hiện, áp lực thời không của vùng thời không này rất kinh khủng, chắc chắn có thể dễ dàng hạ gục một cao thủ mệnh chi cảnh. Nhưng chuyện khiến hắn bất ngờ là nhóm người Táng Man Nhi lại kiên cường chống lại áp lực thời không của vùng thời không này. Chuyện này khiến Diệp Huyên rất kinh ngạc. Mấy người trước mặt này tuy cũng là mệnh chi cảnh, nhưng chắc chắn không phải là mệnh chi cảnh tầm thường. Ngay lúc này, nhóm người Táng Man Nhi gần như đồng thời thay đổi sắc mặt. Nguy hiểm. Nguy hiểm tính mạng. Là mệnh chi cảnh, bọn họ có thể dự cảm trước được nguy hiểm. Không hề chần chừ, nhóm người Táng Man Nhi điên cuồng lùi lại, muốn rút khỏi vùng thời không này. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, nhưng đã trễ rồi. Chỉ thấy vùng thời không kia đột nhiên biến thành một lốc xoáy khổng lồ, nhóm người Táng Man Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã lập tức bị cuốn vào trong. Diệp Huyên ở bên cạnh cũng ngây người, cuốn vào trong đó rồi. Lúc này Diệp Huyên có chút do dự, nơi này có chút nguy hiểm. Tuy hắn có kiếm Thanh Huyên và thời không thần bí nhưng thực lực của hắn nói chính xác thì không bằng như nhóm người Táng Man Nhi, nếu thật sự có người ra tay với hắn từ trong tối, thì hắn cũng xong đời. Im lặng một lúc sau, Diệp Huyên lấy kiếm Thanh Huyên ra, sau đó nói, Thanh Nhi, ban phúc cho ta. Nói xong, hắn đi về phía xa. Mẹ nó! Sợ cái khỉ gì? Nếu đã tới, thì lý nào lại quay về? Làm là xong thôi. Diệp Huyên không hề phát hiện, sau khi hắn nói xong câu này thì trên mũi kiếm Thanh Huyên trong tay hắn chợt lóe sáng. Rất nhanh, đến Diệp Huyên cũng không phát hiện ra. Sau khi Diệp Huyên đi vào vùng thời không thần bí, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên khẽ run, sau đó, thời không như nước kia lập tức bị tách làm hai phần. Diệp Huyên cười lạnh, đang định tiếp tục tiến lên thì lúc này, hắn bỗng quay người nhìn qua, cách đó không xa có một cô gái đang nhìn hắn chằm chằm. Cô gái này không phải ai khác, mà chính là Tuyết Linh Lung. Lúc này, quanh người Tuyết Linh Lung đang được bao phủ bởi một tầng khí thể lạnh băng, chính là khí thể lạnh băng bảo vệ nàng ta. Tuyết Linh Lung cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, Diệp Huyên có chút xấu hổ, Tuyết cô nương, người cũng ở đây à? Tuyết Linh Lung thấp giọng nói, thì ra Diệp công tử thâm tàng bất lộ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, nếu đã bị cô nương phát hiện rồi thì ta cũng không giấu giếm nữa. Thực chẳng giấu gì, ta là kiếm tiên đứng đầu nhân gian. Tuyết Linh Lung nhíu mày, kiếm tiên đứng đầu nhân gian. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, kiếm tiên đứng đầu nhân gian. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyên đột nhiên quay người đi về phía xa, lúc này, Tuyết Linh Lung bỗng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên quay người nhìn Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương có chuyện gì? Tuyết Linh Lung do dự chốc lát rồi nói, Diệp công tử, ta không thể cử động được, ngươi có thể đưa ta cùng đi không? Không thể cử động. Diệp Huyên nhíu mày, hắn quan sát Tuyết Linh Lung, sau đó cười nói, Tuyết Linh Lung cô nương, ta cảm thấy không đúng lắm. Thứ nhất, ta không có hảo cảm gì với cô, thứ hai, ta muốn đi tìm bảo vật, tại sao phải đưa ngươi đi rồi chia chác chứ? Tuyết Linh Lung thấp giọng nói, Diệp công tử, đây là một âm mưu. Diệp Huyên lại nhíu mày, âm mưu. Tuyết Linh Lung gật đầu, là âm mưu của Võ Khánh, hắn ta lợi dụng đặc thù của nơi này để vây giữ nhóm người Táng Man Nhi lại. Mục tiêu thật sự của hắn không phải là bí cảnh kia, mà là thánh mạch và quảng tinh cực phẩm của những gia tộc chúng ta bên ngoài. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của cô là nói di tích này là giả. Tuyết Linh Lung lắc đầu, không phải giả. Nhưng, nơi này căn bản không phải nơi hắn có thể đi vào, thời không phía trước càng lúc càng mạnh, ngoài 12 vị mệnh chi cảnh năm đó, thì căn bản không ai có thể đi vào trong. Diệp Huyên nói, 12 vị mệnh chi cảnh mà cô nói là 12 người năm đó đã tiến vào mệnh chi cảnh đầu tiên sao? Tuyết Linh Lung gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó hắn đi đến trước mặt Tuyết Linh Lung, thoáng chốc, áp lực thời không thần bí quanh người Diệp Huyên lập tức biến mất không dấu vết. Tuyết Linh Lung trợn tròn mắt, ánh mắt vô cùng khó tin, chuyện này. Diệp Huyên cười nói, Linh Lung cô nương, hôm nay sẽ khiến cô mở rộng tầm mắt,
để cô biết cao thủ là thế nào. Đi thôi. Nói xong, hắn quay người đi về phía xa. Tuyết Linh Lung chần chừ chốc lát, sau đó vội đi theo. Cứ như vậy, Diệp Huyên đưa Tuyết Linh Lung đi về phía xa, một đường thuận lợi không bị ngăn cản. Tuyết Linh Lung hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc tên này là ai? Mà lại có thể không bị ảnh hưởng bởi những thời không này. Cứ như thế, Diệp Huyên đưa Tuyết Linh Lung đến trước một đại điện không lớn, nhưng mang theo hơi thở cổ xưa, vừa nhìn đã biết lịch sử lâu đời. Tuyết Linh Lung thấp giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, Linh Lung cô nương muốn hỏi tại sao ta có thể bỏ qua những thời không kia. Tuyết Linh Lung gật đầu. Diệp Huyên cười nói, Linh Lung cô nương, cô cảm thấy cô đã đứng trên đỉnh cao của vùng vũ trụ này rồi sao? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, ý của Diệp công tử là. Diệp Huyên vươn tay phải ra, cười nói, Linh Lung cô nương, nắm lấy tay ta đưa cô mở rộng tầm mắt. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên, có chút do dự, tên này sẽ không cố ý lợi dụng nàng ta chứ. Vừa suy nghĩ, nàng ta cảm thấy bản thân đúng là lòng dạ tiểu nhân. Cao thủ như vậy, há lại có suy nghĩ dơ bẩn vậy sao? Không nghĩ nhiều, nàng ta vươn bàn tay trắng mịn nắm lấy tay Diệp Huyên, sau đó, không gian xung quanh Diệp Huyên và nàng ta lập tức trở nên hư ảo, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Linh Lung, hai người đi vào trong vực thẳm thời không của thời không thần bí. Sau khi hai người tiến vào, sắc mặt Tuyết Linh Lung thoáng chốc thay đổi. Kinh sợ. Diệp Huyên đưa nàng ta đi vào trong thời không thần bí này, so với thời không thứ 27 còn kinh khủng gấp cả trăm lần. Tuyết Linh Lung bất giác nắm chặt tay Diệp Huyên, vì nàng ta biết, nếu Diệp Huyên thả tay nàng ta thì nàng ta sẽ chết trong vùng thời không thần bí này. Những bảo vật trên người nàng ta cũng chưa chắc cứu được nàng ta. Lúc này, Diệp Huyên lập tức đưa nàng ta rời khỏi thời không thần bí, Diệp Huyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Linh Lung, sau đó cười nói, Linh Lung cô nương, cô cảm thấy thế nào? Tuyết Linh Lung im lặng một lúc rồi nói, Diệp tiền bối, thời không thần bí vừa rồi là. Diệp Huyên chớp mắt, người muốn hiểu rõ thời không thần bí kia sao? Tuyết Linh Lung chần chừ rồi gật đầu. Diệp Huyên gật đầu, như vậy đi, cô làm đồ đệ ta dạy cho cô. Đồ đệ. Tuyết Linh Lung ngây người. Đồ đệ. Vẻ mặt Tuyết Linh Lung có chút kỳ quái. Diệp Huyên cười nói, không nguyện ý sao? Tuyết Linh Lung có chút do dự. Diệp Huyên cười nói, không miễn cưỡng. Nói rồi, hắn chỉ về phía xa, Linh Lung cô nương, ta đưa cô ra ngoài vậy. Tuyết Linh Lung ngây người, sau đó nói, chúng ta không phải muốn đi vào đại điện kia sao? Diệp Huyên chớp mắt, vậy cô đi vào đi. Tuyết Linh Lung ngạc nhiên, người thì sao? Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, không nói gì. Tuyết Linh Lung đã hiểu rồi. Dựa vào đâu mà người ta lại đưa ngươi đi vào? Tuyết Linh Lung im lặng một lúc sau đó nói, tiền bối, ngươi xem trọng điểm gì ở ta? Diệp Huyên cười ha ha, xin lỗi, hiện tại ta không muốn nhận cô làm đồ đệ nữa. Nói rồi. Hắn quay người đi về phía đại điện kia. Tuyết Linh Lung sững sờ, sau đó, nàng ta lập tức đi theo, mà lúc này, Diệp Huyên bỗng dừng bước, hắn quay người nhìn Tuyết Linh Lung, hắn cứ nhìn Tuyết Linh Lung như vậy, không nói gì, nhưng vẻ mặt có phần lạnh lẽo. Tuyết Linh Lung kinh sợ trong lòng, nàng ta biết, người đàn ông trước mặt này tức giận rồi. Diệp Huyên cười nói, đừng đi theo ta nữa, ta chỉ nói lần này thôi. Nói xong. Hắn quay người đi về phía đại điện. Tuyết Linh Lung ở nguyên tại chỗ, vẻ mặt có chút khó coi. Ở phía xa, Diệp Huyên đã đến trước cửa đại điện, hắn vung tay áo, cửa lớn đại điện chậm rãi được mở ra, Diệp Huyên đi vào trong đó. Bên trong đại điện, trống rỗng một khoảng. Diệp Huyên nhìn xung quanh, ánh sáng trong điện rất mờ, ngay chính giữa đại điện, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám, tóc dài xõa vai, hai tay đặt trên đầu gối, không có hơi thở gì. Khổ tu. Diệp Huyên đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, hắn im lặng một lúc rồi khẽ thi lễ. Đến được nơi như thế này, chuyện khác không cần nghĩ, cứ hành lễ trước, nói không chừng lại được truyền thừa đến tay. Ngay lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, thấy vậy,
Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, còn sống sao? Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã phủ nhận suy nghĩ này của bản thân rồi, người đàn ông trung niên trước mặt này không có hơi thở sinh mệnh nào cả, có lẽ đối phương đã chết rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên một lúc, rồi cười nói, có thể bỏ qua những thời không bên ngoài kia, thiếu niên, người không hề đơn giản. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Khổ Ti tiền bối. Người đàn ông trung niên cười lớn, chưa từng nghĩ tới, bây giờ vũ trụ này còn có người nhớ đến ta. Diệp Huyên vỗ kính cẩn thi lễ, thì ra thật sự là Khổ Tu tiền bối. Khổ Tu tiền bối sáng tạo ra nguyên thần cảnh, vì đám chúng ta mở ra một con đường võ đạo mới, công đức này, người hậu thế sao có thể quên. Cách sinh tồn đầu tiên ngoài đời, không có chuyện gì thì cứ nịnh vào, ai lại không thích nghe lời hay chứ. Nghe thấy lời Diệp Huyên, vẻ mặt Khổ Tu lại vui tươi hơn, nhóc con, ngươi chỉ là thần thể cảnh, nhưng ngươi lại có thể đi đến đây, có lẽ là dùng vật ngoài thân, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Khổ Tu cười nói, ta có thể xem không? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên chậm rãi bay đến trước mặt Khổ Tu. Khổ Tu vươn tay nắm lấy kiếm Thanh Huyên, sau đó, sắc mặt ông ta thoáng chốc thay đổi, như nhìn thấy quái vật gì đó vậy. Diệp Huyên nhìn Khổ Tu, không nói gì. Ngay lúc này, thân thể Khổ Tu đột nhiên run lên, cùng lúc đó, xung quanh người ông ta đột nhiên xuất hiện thời không thần bí. Chính là thời không thần bí trong kiếm Thanh Huyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, tên này lại có thể sử dụng kiếm Thanh Huyên. Ngay sau đó, hắn phát hiện, không phải đối phương sử dụng kiếm Thanh Huyên, mà là đối phương phát hiện ra thời không thần bí trong kiếm Thanh Huyên. Sau đó cố gắng dẫn ra từ trong kiếm Thanh Huyên. Là dẫn ra, chứ không phải bóc ra. Dù Khổ Tu có nghịch thiên thế nào, cũng không có khả năng phân tách được kiếm Thanh Huyên. Bởi vì thanh kiếm này là do Thanh Nhi tạo ra. Nhưng ngay cả như vậy, thì cũng quá mức nghịch thiên rồi. Lúc này, Diệp Huyên rất kinh ngạc trong lòng, Thanh Nhi và cha, với cả đại ca rất mạnh, nhưng... Ngoài ba người họ thì thế gian này thật ra còn rất nhiều người rất ưu tú và mạnh. Ba người Thanh Nhi có thể xem nhẹ nhưng thiên tài yêu nghiệt giữa đất trời này, nhưng Diệp Huyên hắn không thể. Người đứng đầu dưới ba kiếm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, bản thân hắn chém gió cũng chém hơi mạnh rồi. Trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt Khổ Tu liên tục thay đổi, mới đầu là vui mừng, nhưng nhanh chóng đã chuyển thành bất đắc dĩ, đến cuối cùng, lại trở nên mờ mịt. Qua một lúc lâu sau, hai mắt Khổ Tu chậm rãi nhắm lại, gương mặt tươi cười đầy chua xót, núi cao còn có núi cao hơn, ha ha, Tuyết Sơn Vương, ta thua rồi. Nhưng ngươi cũng chẳng thắng. Trong tiếng cười lại chứa đầy nỗi chua cay. Diệp Huyên ở bên cạnh cũng trầm mặc không nói. Một lúc sau, Khổ Tu nhìn Diệp Huyên, người tạo ra kiếm này, đang ở đâu? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Vẻ mặt Khổ Tu buồn bã, thật đáng tiếc. Nói đến đây, ông ta như phát hiện ra gì đó, nhìn mũi kiếm Thanh Huyên, sau đó, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, người tạo ra kiếm này, hẳn là đối xử với ngươi rất tốt, đúng chứ? Diệp Huyên khẽ nhếch miệng cười, đúng vậy. Khổ Tu nhìn Diệp Huyên, ta muốn gặp nàng ta xem sao. Diệp Huyên lắc đầu, tốt nhất là không cần. Khổ Tu khẽ cười, ông ta mở lòng bàn tay, một cái hộp đen xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta đưa cái hộp đến trước mặt Diệp Huyên, mọi thứ của ta đều ở trong hộp này. Diệp Huyên động lòng. Mọi thứ. Bảo vật của cao thủ cấp bậc như vậy, sẽ là bảo vật bình thường được sao? Phát tài rồi. Diệp Huyên vui mừng trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, tiền bối, chuyện này. Khổ Tu cười nói, ta đã ngã xuống rồi, những thứ này đối với ta mà nói, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói rồi, ông ta chợt dừng lại, rồi lại nói, năm đó tuy ta chưa từng nghiên cứu ra cảnh giới mới, nhưng đối với cảnh giới mệnh chi này, ta đã hiểu được và sáng tạo rất nhiều, còn có một vài thứ tạp nham, đều nằm trong hộp cả. Diệp Huyên khẽ thi lễ với Khổ Tu, đa tạ. Nói xong, hắn vội nhận lấy cái hộp. Khổ Tu nhìn Diệp Huyên, ta muốn gặp thử vị tiền bối kia. Diệp Huyên chần chừ chốc lát rồi nói, ngươi cầm kiếm này. Có thể cảm nhận được nàng ấy. Khổ Tu cười nói, được. Diệp Huyên hành lễ, đi đường cẩn thận. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài.
Mà lúc này, Khổ Tu bỗng nói, thiếu niên. Diệp Huyên quay người nhìn Khổ Tu khẽ cười, người biết ta chết thế nào không? Diệp Huyên chợt ngây người, sau đó lắc đầu, không biết. Khổ Tu im lặng một lúc rồi cười nói, bị giết chết. Diệp Huyên nhíu mày, ai giết? Tuyết Sơn Vương. Khổ Tu khẽ cười, không nói gì. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó thì ông ta bỗng chốc đã biến mất trong đại điện. Thấy Diệp Huyên đi ra, Tuyết Linh Lung vội đi đến trước mặt hắn, nàng ta đang định nói chuyện thì lúc này, đột nhiên một luồng hơi thở kinh người bỗng bùng nổ từ trong đại điện kia, luồng hơi thở kia kinh khủng đến mức tựa như cả 10 vạn ngọn núi đè xuống vậy. Nghẹt thở. Đây chính là cảm giác của Tuyết Linh Lung, không chỉ vậy, mà sâu trong lòng nàng ta cũng cảm thấy kinh sợ. Nỗi sợ xuất phát từ sâu thẳm nội tâm. Tuyết Linh Lung nhìn vào bên trong đại điện kia, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, khổ, Khổ Tu, ông ta còn sống. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, kiếm đến. Vừa dứt lời. Bù. Một luồng kiếm quang từ trên đại điện rơi thẳng xuống dưới, sau đó lao vào trong đại điện. Thoáng chốc, hơi thở kinh khủng vừa nãy lập tức biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Vậy, cùng lúc đó, bên trong đại điện, có một thanh kiếm bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay Diệp Huyên. Vẻ mặt Tuyết Linh Lung kinh sợ nhìn Diệp Huyên, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, đáng tiếc, ngươi chỉ có 7 phần sức mạnh, nếu ngươi ở trạng thái đỉnh cao, có lẽ có thể đỡ được một kiếm của ta rồi. Nói xong, hắn lại đi về phía xa. Tuyết Linh Lung thì như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Diệp Huyên trước mặt này vừa rồi đã giết Khổ Tu sao? Giết Khổ Tu rồi sao? Tuyết Linh Lung đang kinh ngạc vẫn chưa phát hiện ra, Diệp Huyên đi đường có chút nghiêng ngả, đó là do áp lực kinh người bùng nổ vừa nãy của Khổ Tu gây ra. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước ở phía xa, hắn quay người nhìn Tuyết Linh Lung cô nương, cô không đi sao? Nghe thấy lời Diệp Huyên, Tuyết Linh Lung định thần lại. Nàng ta vội đi đến bên cạnh Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp, tiền bối, vừa nãy đã thật sự là Khổ Tu tiền bối sao? Diệp Huyên cười nói, tự người không cảm nhận được sao? Tuyết Linh Lung cười khổ, ta vẫn luôn nghĩ rằng hắn đã ngã xuống rồi không ngờ hắn lại còn sống. Diệp Huyên nói Khổ Tu còn sống, nàng ta cũng không hề nghi ngờ, bởi vì luồng hơi thở kinh khủng vừa này không thể nào giả được, thật ra nàng ta kinh ngạc là vì... Khổ Tu lại bị người đàn ông trước mắt này dùng một kiếm diệt gọn rồi. Khổ Tu à? Đó là thiên kiêu của vô số người trẻ tuổi. Chỉ là chuyện khiến nàng ta nghi hoặc là tại sao Diệp Huyên lại có thực lực kinh khủng như vậy, hơn nữa, lúc trước cũng chưa từng nghe nói đến hắn. Diệp Huyên liếc nhìn Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương, lúc trước cô hỏi ta tại sao muốn nhận cô làm đồ đệ, hiện tại ta có thể nói cho cô biết. Bởi vì khi ta tu luyện có xảy ra chút vấn đề, cứ cách một thời gian, thực lực của ta sẽ bị giáng xuống. Tuyết Linh Lung nhíu mày, cách một thời gian, thực lực sẽ bị giáng xuống. Diệp Huyên gật đầu, công pháp của ta rất đặc thù, nói với cô, có lẽ cô cũng không thể hiểu rõ. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, ý của tiền bối là, cứ cách một đoạn thời gian thì người sẽ trở nên suy yếu, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, hắn cười khổ, giống như lúc này, thực lực ta sẽ yếu đi. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, vậy thực lực của tiền bối qua bao lâu mới khôi phục lại? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, 3 năm, mà sau 3 năm, nếu ta lại ra tay thì thực lực sẽ lại giáng xuống. Vài năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết, cũng may, ta đã tìm được một cách, chính là nghịch cảnh trùng tu, ta phải trùng tu lại về đến mệnh chi. Lúc đó, cho dù cảnh giới ta có giáng xuống, thì cũng là mệnh chi. Nhưng, trong giai đoạn này... Nói rồi, hắn nhìn Tuyết Linh Lung, cô hiểu ý ta chứ? Tuyết Linh Lung im lặng một lúc, rồi cẩn thận thi lễ, ta nguyện ý nhận tiền bối làm sư phụ. Diệp Huyên cười nói, cô cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Tuyết Linh Lung vội lắc đầu, có thể bái tiền bối làm sư phụ, là vinh hạnh của ta. Diệp Huyên cười ha ha. Nếu cô đã bái ta làm thầy, vậy ta cũng tặng cô một món quà gặp mặt vậy. Nói rồi, hắn điểm tay, một chiếc nhẫn chứa hình rơi xuống trước mặt Tuyết Linh Lung.
Tuyết Linh lung liếc nhìn, trong nhẫn chứa đồ lại có chừng 100.000 miếng thiên cực tinh cực phẩm. 100.000 miếng. Tuyết Linh lung sững sờ. Tuy nàng ta là chủ của Tuyết Sơn, nhưng 100.000 miếng thiên cực tinh cực phẩm đối với nàng ta mà nói không phải một con số nhỏ. Tại sao Diệp Huyên lại rộng lượng như vậy? Bởi vì vừa nãy trong hộp mà khổ tu đưa hắn ước chừng có hơn 100 triệu miếng thiên cực tinh cực phẩm, không những vậy, còn có 6 thánh mạch và 39 quặng tinh cực phẩm. Ngoài 6 thánh mạch và 36 tinh khoáng cực phẩm ra, bên trong hộp còn có truyền thừa khổ tu. Giải thích về mệnh chi cảnh. Mặc dù khổ tu chưa tạo ra được cảnh giới mới cao hơn mệnh chi cảnh nhưng hắn lại tạo ra được hai cảnh giới nhỏ trong phạm trù mệnh chi cảnh là chi cảnh và huyền cảnh. Chi cảnh là gì? Nói một cách đơn giản, đó là nhận biết nguy hiểm. Nói như vậy có nghĩa là, vốn mệnh chi cảnh có thể dự đoán trước được nguy hiểm và chi cảnh còn có thể phát hiện ra nguy hiểm sớm hơn nữa, giống như một người đang đi trên đường, lúc sắp đi đến bên vực thẳm. Mặc dù anh ta không nhìn thấy vực thẳm nhưng đã có thể cảm nhận được nguy hiểm, mà chi cảnh tức thì lại đoán ra được phía trước có một vực thẳm ngay khi mới nhìn thấy con đường. Đấy là sự khác biệt từ trong bản chất. Còn huyền cảnh thì lại càng đáng sợ hơn, huyền cảnh không giống với chi cảnh, nó không phải dùng để né tránh nguy hiểm mà nó chỉ đơn thuần là một loại sức mạnh. Huyền lực. Đấy là một loại sức mạnh hoàn toàn mới được khổ tu tạo ra. Sau khi có được loại sức mạnh này thì có thể nhẹ nhàng loại bỏ thời không? Hiện tại thời không cao nhất mà cao thủ mệnh chi cảnh có thể chạm đến là thời không thứ 12, mà huyền lực này thì lại có thể nhẹ nhàng hủy diệt loại thời không này. Nguồn gốc của huyền lực này bắt nguồn từ vũ trụ, nói theo cách của khổ tu thì tu huyền lực là đang cướp đi sức mạnh của vũ trụ. Loại sức mạnh này không phải là sức mạnh mà mệnh chi cảnh có thể chống đỡ được. Nhưng khổ tu vẫn không xếp huyền cảnh lên trên mệnh chi cảnh mà lại quy nó thuộc về mệnh chi cảnh. Vì theo hắn thấy thì huyền cảnh này cũng chỉ mạnh hơn mệnh chi cảnh một chút mà thôi. Sau khi biết được suy nghĩ của khổ tu, Diệp Huyên bất giác thở dài. Hắn phát hiện ra có rất nhiều cao thủ đã bắt đầu đi con đường riêng của mình sau mệnh chi cảnh. Giống như bọn Thanh Nhi. Đương nhiên, khổ tu bọn hắn vẫn có sự khác biệt với ba người Thanh Nhi. Nhưng hắn biết hắn đã cách bọn Thanh Nhi rất gần rồi. Một lát sau, Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung rời khỏi di tích đó, nhưng hai người họ vừa mới rời khỏi thì liền gặp phải một người quen. Võ Khánh. Diệp Huyên nhìn thấy Võ Khánh thì vẻ mặt trở nên nặng nề. Mẹ kiếp! Tự dưng lại quên mất cái tên này. Võ Khánh nhìn Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung, nói, hai người đã vào trong di tích. Diệp Huyên vội vã lắc đầu. Nói, không có, bọn ta. Đột nhiên, Võ Khánh mỉm cười và nói, Diệp công tử, người tưởng ta là đề ngốc sao? Thiên hồn thần điện sẽ để cho một tên vô dụng làm chủ sao? Đương nhiên ta không ngờ Diệp công tử lại đáng sợ đến vậy, có thể phá giải được thời không mạnh đến vậy. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Võ Khánh thành chủ, ông biết vì sao ta có thể phá giải được những thời không đó hay không? Võ Khánh nhìn Diệp Huyên, nói, rất muốn biết. Diệp Huyên mỉm cười, hắn xòe lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên từ từ bay từ trong lòng bàn tay hắn đến trước mặt Võ Khánh, hắn nói ông nhìn thanh kiếm này đi rồi sẽ hiểu. Võ Khánh nhìn lướt qua kiếm Thanh Huyên, hơi chau mày, nói thanh kiếm này. Diệp Huyên gật đầu, nói đúng vậy. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Võ Khánh, chỉ cần tên này sờ lên kiếm Thanh Huyên thì hắn chắc chắn sẽ có thể chém đối phương bay vào vực thẳm thời không thần bí. Lúc này Võ Khánh đưa tay về phía kiếm Thanh Huyên và muốn nắm nhưng chính vào lúc hắn ta sắp chạm đến kiếm Thanh Huyên thì hắn ta đột nhiên mỉm cười, nói, Diệp công tử, sao tự dưng ngươi lại cho ta xem thanh kiếm này? Diệp Huyên hơi nheo hai mắt lại, dùng suy nghĩ, chém ngay kiếm Thanh Huyên ra. Nhưng Võ Khánh đã có phòng bị từ trước, lúc kiếm chém ra thì hắn ta đã lùi về sau ngoài trăm trượng. Cùng lúc đó, 12 cao thủ mệnh chi cảnh liền xuất hiện, bao vây quanh Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung. Diệp Huyên đâm trượt một kiếm thì không đâm thêm nữa, hắn xòe bàn tay, kiếm Thanh Huyên trở về lại trong tay hắn. Võ Khánh và Tuyết Linh Lung không phải là mệnh chi cảnh bình thường, với thực lực hiện giờ của hắn thì vẫn chưa thể đánh nhau trực diện với đối phương được. Võ Khánh mỉm cười và lên tiếng từ phía xa, Diệp điện chủ, người thật khiến ta càng lúc càng thấy tò mò đấy. Diệp Huyên đang định trả lời thì đột nhiên Võ Khánh hét giết.
Hắn ta vừa dứt lời thì 12 cao thủ mệnh chi cảnh xung quanh Diệp Huyên liền xông về phía Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung. Lúc này, xung quanh bỗng dưng xuất hiện rất nhiều khí tức mạnh, tiếp ngay đó, mấy người Đại Thiên Tôn đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Đại Thiên Tôn hạ giọng nói, điện chủ, người đi trước đi. Y nói xong thì xông về trước. Diệp Huyên không bỏ đi mà quay lại nhìn Tuyết Linh Lung, Tuyết Linh Lung nói với giọng nặng nề, ta đã thông báo cho núi Đại Tuyết, một khắc nữa, người của ta sẽ đến đây. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn sang Võ Khánh ở phía xa, Võ Khánh mỉm cười, nói, Linh Lung cô nương, không còn kịp nữa rồi. Hắn ta vừa mới dứt lời thì liền có một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ sau lưng Tuyết Linh Lung tấn công đến, Tuyết Linh Lung nheo hai mắt, đột ngột quay lại, một vùng tuyết trắng lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể nàng ta. Khặc khặc khặc. Chỉ trong tích tắc, thời không trước mặt Tuyết Linh Lung đã bị tuyết bao phủ, lúc này, có một ông già đã xông đến trước mặt nàng ta. Đại Hoang lão nhân. Diệp Huyên nhìn thấy Đại Hoang lão nhân thì vẻ mặt liền nặng trĩu. Đại Hoang lão nhân đó đã hợp tác với Võ Khánh, vậy còn hai tên Khổ Bồ và Táng Man Nhi thì sao? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, Võ Khánh từ phía xa đã xông đến trước mặt hắn. Tiếp ngay đó, một luồng áp lực thời không đáng sợ ập về phía hắn, muốn đè nát hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, lúc tên Võ Khánh đó xông đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém. Thuật rút kiếm chồng chéo 5900 pha. Võ Khánh thót tim với chiêu kiếm đó, vì hắn ta không thể nào ngờ Diệp Huyên lại có thể bất chấp áp lực thời không mà hắn ta đang thi triển. Cái quái gì thế? Hắn ta không kịp nghĩ gì nhiều, vội tung một đấm thật mạnh. Ầm. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên và Võ Khánh cùng lùi về sau, Diệp Huyên lùi đến mấy nghìn trượng nhưng tên Võ Khánh đó thì chỉ lùi chưa đến 1000 trượng. Lần giao đấu này Diệp Huyên đã rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Võ Khánh đầy vẻ kinh ngạc, sau hai đòn tấn công, hắn ta đã có thể chắc chắn, Diệp Huyên không hề che giấu cảnh giới của bản thân, hắn thật sự là thần thể cảnh. Nhưng hắn ta không thể ngờ rằng một tên với thực lực của thần thể cảnh mà lại có thể mạnh đến thế. Phải biết rằng hắn ta không phải là mệnh chi cảnh bình thường. Võ Khánh nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Hắn ta biết nhất định lai lịch của Diệp Huyên không đơn giản, nhưng hắn ta đã không thể lo nhiều đến vậy nữa. Diệp Huyên đã vào trong di tích đó có nghĩa là Diệp Huyên đã lấy được bảo vật của khổ tu. Bảo vật của khổ tu. Phải biết rằng, năm xưa khổ tu đã nắm giữ 6 thánh mạch và hơn 30 tinh khoáng cực phẩm đấy. Ngoài ra, rất có khả năng bên trong còn có truyền thừa của khổ tu. Võ Khánh nghĩ đến đây thì tay phải chậm chậm nắm chặt lại. Hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lùng. Hắn ta không nói lời thừa thải mà đột ngột xông về trước, Diệp Huyên lập tức cảm nhận thấy một luồng sức mạnh cực lớn đang ập về phía hắn, cứ như trời đang sắp sập xuống. Ánh mắt Diệp Huyên có sát ý thoáng qua, hắn tiến về trước một bước, sau đó đâm kiếm ra. Áp lực thời không thần bí. Hắn không dùng thuật rút kiếm mà dùng áp lực thời không của thời không thần bí đó. Kiếm được đâm ra. Ầm. Thời không trước mặt Diệp Huyên biến mất ngay lập tức, sức mạnh cực lớn đẩy Võ Khánh về phía sau. Nhưng bản thân hắn cũng bị văng ra xa một mạch đến cả vạn trượng. Sau khi Võ Khánh dừng lại, vẻ mặt của hắn ta trở nên rất khó coi, cánh tay phải của hắn ta bị rách toạc, có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Võ Khánh ngẩng đầu nhìn sang Diệp Huyên ở phía xa, lúc đang định lên tiếng thì đột nhiên thanh kiếm lại phóng đến. Võ Khánh dùng tay trái đấm mạnh. Ầm, kiếm bị ép phải dừng lại. Phía xa, vẻ mặt của Diệp Huyên hơi khó chịu, vì kiếm Thanh Huyên không chạm được đến Võ Khánh, lần nào cũng bị sức mạnh của Võ Khánh chặn đứng. Nếu như kiếm Thanh Huyên có thể chạm đến Võ Khánh thì hắn sẽ có thể đưa đối phương vào trong vực sâu thời không. Đáng tiếc, có vẻ như Võ Khánh cũng có phòng bị, không để cho kiếm Thanh Huyên chạm được đến hắn ta. Diệp Huyên hơi đau đầu. Má! Kẻ địch này khá tỉnh táo. Dường như hắn nhớ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn quanh bốn phía rồi vẻ mặt liền trở nên nặng trĩu, vì lúc này bọn Đại Thiên Tôn đã hoàn toàn bị khống chế. Cứ tiếp tục đánh thế này thì nhất định bọn người Đại Thiên Tôn sẽ bị đánh bại, mà một khi đám người Đại Thiên Tôn bị đánh bại thì Diệp Huyên hắn cũng sẽ tiêu. Đại Thiên Tôn cũng nhận ra được điều đó, vì vậy, y không tiếp tục tấn công nữa.
y phát hiện mình vốn không có cách nào bảo vệ được Diệp Huyên trong thời gian ngắn. Y bắt đầu hơi lo lắng. Phải biết rằng, y là mệnh chi cảnh lão làng, nhưng Diệp Huyên chẳng qua chỉ là thần thể cảnh. Cảnh giới của họ cách nhau rất xa. Chính vào lúc này, đột nhiên, Diệp Huyên nhìn sang Đại Hoang lão nhân, lúc này ông ta vẫn còn đang đánh nhau với Tuyết Linh Lung, lúc này hai người họ đã tiến đến thời không tầng 12, đánh nhau khốc liệt, không phân cao thấp. Diệp Huyên rất muốn rút kiếm cho Tuyết Linh Lung mượn nhưng đáng tiếc Tuyết Linh Lung không phải kiếm tu, dù có cầm kiếm thanh huyên thì cũng không phát huy được uy lực gì. Diệp Huyên như nghĩ ra được điều gì đó, hắn chau mày, nói tiểu hồn, người có thể biến thành hình dạng khác không? Tiểu hồn im lặng một lúc rồi nói, có thể. Diệp Huyên ngây ra, sau đó nói, người có thể biến hình sao? Tiểu hồn nói, đúng vậy, uy lực sẽ không mạnh như lúc là kiếm. Nếu biến thành hình thái khác, uy lực sẽ chỉ còn tầm bằng 8-9 phần của kiếm thôi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vậy đủ rồi. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Tuyết Linh Lung, gọi, Linh Lung. Trong thời không tầng 12, Tuyết Linh Lung quay lại nhìn Diệp Huyên, tiếp ngay đó, kiếm thanh huyên liền xuất hiện trong tay nàng ta. Diệp Huyên mỉm cười, nói, có thể biến thành vũ khí mà cô cần. Tuyết Linh Lung liếc nhìn Diệp Huyên, không nghĩ thêm nhiều mà dùng suy nghĩ, biến kiếm thanh huyên thành một cành tuyết liên trong suốt ngay lập tức. Tiếp ngay đó, đóa hoa liền đột nhiên phân tách, vô số cánh hoa sắt như lưỡi dao bay ra. Đại Hoang lão nhân vừa nãy xông về phía Tuyết Linh Lung lập tức tái mặt, đưa hai cánh tay về trước đỡ mà không có hề có bất cứ do dự nào, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Khặc khặc. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai cánh tay của Đại Hoang lão nhân bị chặt đứt, không chỉ có vậy, Đại Hoang lão nhân còn bị văng ra ngoài mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, một cánh hoa sen tuyết còn đâm xuyên qua ngực trái của ông ta. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì đều ngây mặt ra. Suýt chút nữa là Tuyết Linh Lung đã giết chết Đại Hoang lão nhân chỉ trong tích tắc. Võ Khánh đứng từ xa nhìn Tuyết Linh Lung chằm chằm, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Không chỉ có bọn Võ Khánh, đến cả bản thân Tuyết Linh Lung cũng thấy bất ngờ. Không ngờ mình lại trở nên mạnh đến thế sao? Không ngờ nàng ta đã suýt giết chết Đại Hoang lão nhân chỉ bằng chiêu lúc nãy, phải biết rằng, thực lực của Đại Hoang lão nhân vốn không hề thấp hơn nàng ta. Vậy mà nàng ta lại suýt giết chết ông ta chỉ trong tích tắc. Dường như nàng ta nhớ ra điều gì đó, nàng ta nhìn sang đóa sen tuyết trên tay, sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên ở phía xa. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, nói, đấy là thanh thần kiếm đặc biệt mà năm xưa ta đã tạo ra cho mình, đợi đến ngày ta khôi phục lại tu vi, ta sẽ làm cho cô một vũ khí riêng, có được vũ khí do ta làm riêng cho cô thì cô không chỉ vô địch ở cấp độ của mình mà còn có thể giết người cao hơn mình mấy cấp nữa cơ. Mọi người. Lúc này, dường như Diệp Huyên đã nhớ tới điều gì đó, hắn chau mày. Kiếm thanh huyên có thể biến thành bất cứ hình dạng nào, vậy có nghĩa là nó cũng có thể biến thành áo giáp bảo vệ. Nếu như nó biến thành áo giáp thì ngoài tam kiếm ra, còn ai có thể phá được? Ông đây sắp vô địch rồi sao? Kiếm do Diệp Huyên tạo ra. Mọi người có mặt ở đây nghe thấy lời nói của Diệp Huyên thì đều hết sức kinh ngạc. Ngoài Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, nó không phải do cô gái váy trắng tạo ra sao? Sao lại biến thành Diệp thiếu ngươi tạo ra rồi? Đương nhiên, tuy trong đầu y có thắc mắc đó, nhưng cũng không có ngu đến mức nói ra. Diệp thiếu muốn làm màu thì họ chắc chắn sẽ phối hợp. Mà sắc mặt của Võ Khánh lại hơi khó coi, hắn ta không ngờ sau khi Diệp Huyên cho Tuyết Linh Lung thanh kiếm ấy. Thực lực của nàng ta lại có thể mạnh đến mức đó. Đây quả thật là vô địch trong cùng cảnh giới luôn rồi. Quan trọng nhất là thanh kiếm này vẫn là do Diệp Huyên tạo ra. Còn cả câu, khôi phục thực lực kia của Diệp Huyên nữa. Nói cách khác, Diệp Huyên thật sự là một nhân vật sừng sỏ, chỉ là giờ tu vi chưa khôi phục thôi. Võ Khánh cảm thấy mình có hơi nhức bi, hai hòn cái nào cũng đau. Đây là chọc phải ông lớn gì vậy nè? Lúc này, Đại Hoang lão nhân đằng xa chợt nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Giờ phút này, trong mắt ông ta chợt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Thực ra, thực lực của ông ta cao hơn Tuyết Linh Lung một chút, ban nãy đánh với nàng ta, ông ta đã hơi trên cơn nàng ta.
nhưng không ngờ, sau khi Diệp Huyên đưa cho Tuyết Linh Lung thanh kiếm kia thì thực lực nàng ta thế mà lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Điều này giống như là gian lận vậy. Biến thái thật. Một thứ ngoài thân vậy mà có thể gia tăng thực lực của một người lên tới trình độ đó. Diệp Huyên không trả lời Đại Hoang lão nhân, mà là nhìn Tuyết Linh Lung cười nói, Linh Lung, ngươi còn đợi gì nữa? Mau giết bọn họ đi. Tuyết Linh Lung nghe thấy câu ấy của Diệp Huyên bèn hoàn hồn lại, nàng ta đang định ra tay thì Đại Hoang lão nhân đã biến mất. Chẳng những là ông ta, mà đám người Võ Khánh kia cũng bật tăm. Chạy nhanh ghê. Diệp Huyên cũng ngẩn ra, nhát vậy luôn. Tuyết Linh Lung thấy đám Đại Hoang lão nhân bỏ chạy, cười khổ nói, nếu họ quyết tâm chạy thì ta cũng không làm gì được họ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thôi bỏ đi. Đúng rồi, đám Táng Man Nhi đâu rồi? Tuyết Linh Lung lắc đầu, không biết. Diệp Huyên bảo, tìm thử xem. Tuyết Linh Lung gật đầu, lúc này, 10 tên cao thủ thần bí mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng ta, mà còn toàn bộ đều là chi mệnh cảnh. Hiển nhiên, đây là cao thủ của Đại Tuyết Sơn. Dẫn đầu là một ông lão áo bào trắng, ông ta hơi cúi chào Tuyết Linh Lung, thuộc hạ đến chậm, xin vương hãy trách tội. Tuyết Linh Lung hoàn toàn làm lơ ông ta, nàng ta chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên rồi đưa Tuyết Liên do Kiếm Thanh Huyên biến thành cho hắn. Thực ra, nàng ta có chút không nỡ vì thanh kiếm này có thể biến thành thánh khí cực phẩm của Đại Tuyết Sơn mình. Hơn nữa, còn mạnh hơn nó không chỉ 10 lần. Nếu kiện thần khí siêu cấp ấy vẫn ở trong tay mình thì về sau nàng ta sẽ ít có đối thủ trên thế gian này. Diệp Huyên mở tay ra, Tuyết Liên bèn bay đến trong tay hắn. Khoảnh khắc nó rớt vào trong tay hắn, Kiếm Thanh Huyên lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn cũng thấy vẻ không nỡ trong mắt Tuyết Linh Lung, nhưng đương nhiên sẽ không đưa nó cho nàng ta. Tuyết Linh Lung chần chờ một lát sau đó hỏi, sư tôn còn có căn dặn gì không ạ? Câu ấy vừa được nói ra, mọi người ở hiện trường lập tức sửng sốt. Sư tôn, đặc biệt là những cao thủ sau lưng Tuyết Linh Lung, cũng đầy mặt kinh ngạc, vương của mình thế mà lại nhận thiếu niên trước mặt là sư tôn. Diệp Huyên cười nói, người dẫn theo người của mình theo ta đến Thiên Hồn Thần Điện đi. Tuyết Linh Lung gật đầu, vâng. Diệp Huyên quay sang Đại Thiên Tôn nói, đi thôi. Một lát sau, mọi người đều rời đi. Trên đường đi, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng kỳ lạ. Bởi vì họ phát hiện Tuyết Linh Lung thật sự rất kính trọng Diệp Huyên. Nàng ta thật sự coi Diệp Huyên là sư tôn. Sau khi trở về Thiên Hồn Thần Điện, Diệp Huyên dứt khoát bắt đầu bế quan. Bên trong tiểu tháp, trên mặt Diệp Huyên tràn ngập nụ cười tươi rói, lần này trở về, hắn đã thật sự kiếm được bổn. 39 cái quảng tinh cực phẩm cộng thêm cái của hắn đã là 42 cái. Ngoài ra, Diệp Huyên còn có 6 cái thánh mạch. Thánh mạch. Thánh mạch này không phải sản xuất ra thiên cực tinh mà là thánh cực tinh. Một miếng thánh cực tinh tương đương với 10 miếng thiên cực tinh cực phẩm. Mà trong cái hộp mà khổ tu cho hắn thì cũng đã có hơn 2.000 vạn miếng thánh cực tinh. Tích tụ suốt đời của một cao thủ siêu cấp đã vào hết túi Diệp Huyên hắn. Giờ, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng vì tiền nữa. Có thể nói. Chỉ cần Diệp Huyên muốn thì hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ mệnh chi cảnh. Chẳng những thế, hắn còn có thể đề cao bọn họ lên mức tối đa. Diệp Huyên như chợt nhớ ra gì đó, đi đến trước mặt Dương Niệm Tuyết. Giờ phút này, khí thế của nàng đã vô cùng khủng bố. Có thể nói, giờ khí thế của Niệm Tuyết đã không thua gì mệnh chi cảnh. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ cong môi, chẳng bao lâu nữa, lão tỷ sẽ đạt tới mệnh chi cảnh. Hơn nữa, với thực lực của Dương Niệm Tuyết, nếu đạt tới cảnh giới đó sẽ không phải một mệnh chi cảnh bình thường. Quan trọng nhất là, đây chính là tỷ của mình. Hắn biết cha ước gì mình thảm một chút, nhưng thái độ của ông ấy lại khác hoàn toàn khi đối với tỷ ấy. Diệp Huyên đã nghĩ kỹ rồi. Lão tỷ chính là con bài chưa lật cuối cùng của hắn, mai sau nếu gặp phải cao thủ siêu cấp không thể chống lại, mình sẽ đưa tỷ ấy ra. Lão tỷ gặp nguy hiểm, cha có cứu hay không? Cho dù cha không cứu, nhưng dì Tô chắc chắn cũng sẽ cứu. Hắn chính là biết lão cha không sợ trời không sợ đất của mình lại hơi sợ dì Tô. Diệp Huyên nghĩ vậy thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi rói. Thoáng chốc, Diệp Huyên lại đi đến trước mặt hư vọng, khí thế của nàng ta cũng đã xảy ra biến hóa,
nhưng muốn đạt tới mệnh chi cảnh thì có lẽ vẫn cần một thời gian ngắn nữa. Mà một khi hư vọng đạt tới cảnh giới đó, khi đấy lại cộng thêm kiếm thanh huyên của hắn thì tuyệt đối cũng sẽ ít có địch thủ trong cùng cảnh giới. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài tiểu tháp, Diệp Huyên gọi Đại Thiên Tôn và Tuyết Linh Lung tới. Trong điện, Diệp Huyên hỏi, đã có tin tức của đám táng man nhi chưa? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, có lẽ nàng ta và Khổ Bồ đã bị nhốt lại rồi. Diệp Huyên lại hỏi, vậy thế lực của họ thì sao? Tuyết Linh Lung lắc đầu, giờ như rắn mất đầu, không có hành động gì hết. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao Võ Khánh và Đại Hoang lão nhân kia lại không trực tiếp nuốt hết thế lực của họ? Tuyết Linh Lung cười đáp, khó. Thường thì thế lực kiểu đó đều để lại thủ đoạn bảo mệnh, chẳng hạn như gọi tổ tông. Nếu họ muốn cứng rắn nuốt cả táng vực và khổ tộc thì hai thế lực kia chắc chắn sẽ liều chết chống trả. Thế nên, dù họ có thắng, cuối cùng cũng là thắng thảm. Nàng ta nói đến đây nhưng nghĩ đến gì đó, con người chợt co rút lại, không đúng. Diệp Huyên lại bảo, mục đích ban đầu của họ cũng không phải di tích của khổ tu, vì họ hoàn toàn không thể phá giải thời không do ông ấy để lại. Mục đích của họ chính là mấy thế lực các ngươi. Nói cách khác, họ muốn nuốt luôn mấy thế lực các ngươi. Nếu theo như lời của ngươi ban nãy thì dù có nhốt mấy tên thủ lĩnh, song tổng thể lực lượng của các ngươi thì vẫn còn. Họ chắc hẳn không có cái thực lực để tiêu diệt các ngươi. Trừ khi... Hắn nói xong, mặt mày chợt xa sầm, trừ khi đằng sau họ còn có người. Đằng sau còn có người. Đại Thiên Tôn nhíu mày. Có người. Diệp Huyên gật đầu, đây là suy đoán của ta. Mục đích ban đầu của họ là các ngươi, nhưng sau lại phát hiện ta phá giải được thời không của khổ tu tiền bối. Thế nên, mục tiêu đó lại biến thành ta. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là tại sao họ lại dám ra tay với các ngươi. Đại Thiên Tôn nặng nề nói, ta cũng không hiểu nổi. Mà sự phát hiện của Diệp Huyên lại khiến nắm tay của Tuyết Linh Lung bỗng dưng run rẩy. Chẳng những vậy, sắc mặt nàng ta còn hết sức tái nhợt. Diệp Huyên nhìn Tuyết Linh Lung hỏi, người biết? Tuyết Linh Lung run rẩy nói, không, bọn họ tuyệt đối không dám làm như vậy. Diệp Huyên cau mày, cái gì? Tuyết Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyên với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nói, thực ra, ở thật lâu trước kia, táng vực từng xảy ra một hồi tai nạn. Lần đó đã suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ nơi này. Đại Thiên Tôn bên cạnh nhíu mày, tai nạn, tại sao ta không biết? Tuyết Linh Lung ngó Đại Thiên Tôn, bởi vì đã từ rất lâu rồi. Diệp Huyên hơi đau đầu, trực giác nói cho hắn biết, rắc rối sắp đến. Tuyết Linh Lung nặng nề nói, dưới đáy mảnh táng vực này có phong ấn một chủng tộc cực kỳ khủng bố là ác tộc. Mà người phong ấn họ chính là tổ tiên của ta và 11 vị cao thủ mệnh chi cảnh kia. Khổ tu tiền bối cũng là một trong số đó. Diệp Huyên nghe vậy nhăn mày, hắn nhớ tới lời nói của khổ tu ở trong đại điện vào hôm đó. Khổ tu nói ông ấy bị giết chết. Lẽ nào chính là bị cái ác tộc kia giết? Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, ý ngươi là đám Võ Khanh cấu kết với ác tộc. Sắc mặt Tuyết Linh Lung cũng vô cùng khó coi, ta chỉ sợ là vậy. Diệp Huyên trực tiếp đứng lên, Linh Lung. Hồi đó tại sao tổ tiên của các ngươi lại không giết chết cái ác tộc kia luôn mà lại phong ấn? Để lại một cái mầm tai họa to lớn như vậy. Tuyết Linh Lung cười khổ, không phải là không muốn mà là chẳng thể diệt nổi. Dù hồi đó tổ tiên tập hợp vô số cao thủ siêu cấp nhưng vẫn không diệt được ác tộc, chỉ có thể đánh lui họ rồi lợi dụng thời không đặc thù phong ấn họ ở dưới đáy vùng đất hoang vu, không cho bọn họ xuất hiện trên đời này. Diệp Huyên lại bỗng nhiên nói, hai vị. Ta phải quay về học viện nữ tử rồi. Hắn nói xong bèn đứng dậy rời đi. Hai người sửng sốt, bấy giờ Tuyết Linh Lung lại nói, Sư Tôn, cậu có biết tại sao lúc trước tổ tiên ta tập hợp nhiều cao thủ như vậy đánh nhau với ác tộc không? Diệp Huyên nhìn về phía Tuyết Linh Lung, lạnh nhạt nói, không liên quan gì đến ta hết, ta không muốn nhúng tay vào chuyện này, càng không muốn là địch với ác tộc. Dù sao, người ta cũng không muốn giết ta. Tuyết Linh Lung nhìn thẳng vào Diệp Huyên nói, bởi vì tài nguyên. Hồi đó, ác tộc muốn chiếm lấy toàn bộ tài nguyên của táng vực nên mới có trận chiến ác liệt kia. Mà giờ, trên người Sư Tôn lại có ít nhất 6 cái thánh mạch và hơn 40 cái quảng tinh cực phẩm. Cậu cảm thấy sau khi ác tộc đi ra sẽ bỏ qua cho cậu và tài nguyên trong tay mình sao?
quan trọng nhất là thanh kiếm trong tay cậu. Hiện nay, táng vực không có bóng dáng của họ hiển nhiên là vì họ vẫn chưa phá được phong ấn do tổ tiên để lại. Nhưng, thanh kiếm trong tay cậu có thể phá vỡ thời không của Khổ Tu tiền bối một cách dễ dàng. Nếu ta không đoán sai thì giờ chắc hẳn ác tộc đã nhìn chằm chằm vào cậu. Bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ cái giá lớn nào đạt được thanh kiếm trên người cậu. Diệp Huyên có chút đau đầu. Đánh nhau. Hắn thật sự là mệt lắm rồi. Bây giờ, hắn chỉ muốn mỗi ngày tu luyện một chút rồi đi đây đó đi đó tìm di tích và một số truyền thừa hiếm thấy. Hắn thật sự không muốn nhúng tay vào những ân ân oán oán kia. Xong, Diệp Huyên cũng biết mình không có thực lực như đám thanh nhi nên không thể làm lơ mọi thứ. Nếu theo như lời Linh Lung thì dù hắn không tự đi tìm rắc rối, nhưng không có nghĩa là rắc rối sẽ không tìm đến mình. Trừ khi hắn từ bỏ mọi thần vật trên người. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân vô cùng giòn giã và cũng rất gần. Theo tiếng bước chân ấy vang lên, sắc mặt của ba người trong điện cũng lập tức thay đổi. Là ai? Thế mà đi tới cửa rồi họ mới phát hiện. Ba người nhìn về phía cửa đại điện, chỗ đó có một thanh niên đang chậm rãi đi đến. Thanh niên ấy rất trẻ, trông xấp xỉ với Diệp Huyên, mặc một bộ trường bào màu trắng không nhiễm một hạt bụi, thật sự là rất sạch sẽ. Hắn ta đứng ở đó giống như thế giới này đều là dơ bẩn. Lúc này, Tuyết Linh Lung đứng cạnh con người bỗng co rút lại nói, ngươi. Ngươi là ác tộc. Thanh niên đó mỉm cười rất nho nhã, hắn ta nhìn về phía Tuyết Linh Lung, chắc các hạ chính là con cháu của Tuyết Sơn Vương người đã đánh bại tộc trưởng tộc ta năm đó. Tuyết Linh Lung nhìn chằm chằm vào hắn ta, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng, ác tộc ngươi đã phá hủy toàn bộ phong ấn rồi à? Thanh niên lắc đầu, tạm thời vẫn chưa. Tổ tiên ngươi rất mạnh, quan trọng nhất là hắn ta còn dùng một kiện thần khí cực kỳ mạnh. Hắn ta nói đến đây bèn nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, chắc cậu chính là Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, trong lòng âm thầm đề phòng, kiếm Thanh Huyên trong tay cũng dồn sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Thanh niên đi đến trước mặt Diệp Huyên âm thầm đề phòng, hắn không thể nhìn ra thực lực của người đàn ông này. Thanh niên mỉm cười, tự giới thiệu một chút, ta tên là Cổ Sầu, tộc trưởng hiện tại của ác tộc. Tộc trưởng ác tộc. Diệp Huyên híp mắt lại, mẹ nó, đó là một tộc trưởng. Cổ Sầu nhìn Diệp Huyên cười hỏi, Diệp công tử, nghe nói trong tay cậu có một thanh thần kiếm là khắc tinh của thời không? Không biết cậu có bằng lòng dùng nó giúp đỡ tộc ta không? Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, không được. Cổ Sầu không để ý đến Tuyết Linh Lung mà nhìn Diệp Huyên nói, nếu Diệp công tử chịu giúp đỡ thì tộc ta bằng lòng dâng lên 30 cái thánh mạch, 100 các quặng tinh cực phẩm cộng thêm 100 triệu miếng thánh cực tinh. Ba người trong điện nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyên liếc Cổ Sầu nói, ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi hơn xa ba người chúng ta. Nếu ngươi muốn cướp thì chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn cản được, đúng không? Cổ Sầu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hơi khó hiểu hỏi, vậy tại sao ngươi không cướp mà lại đưa ra thù lao hậu hĩnh như thế? Cổ Sầu ngẫm nghĩ rồi nói, bởi vì ta sợ. Sợ. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, ngươi sợ cái gì? Cổ Sầu nhìn Diệp Huyên cười nói, một khi ta muốn giết Diệp công tử, ta lại bất chợt cảm giác được một loại nguy hiểm. Ta không thể cảm giác được nó đến từ đâu, cũng từng đoán nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ta chỉ biết, nếu mình giết Diệp công tử thì ta và tộc ta sẽ có tai họa ngập đầu. Thế nên, cũng không phải ta không muốn giết Diệp công tử cậu, mà là ta không muốn mạo hiểm. Và lại, Diệp công tử cũng chẳng có thù oán gì với tộc ta, ta không có lý do gì để nhất định phải giết cậu cả. Ba người Diệp Huyên. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp lại bỗng nhiên vang lên. Đây mới là mệnh chi cảnh hàng thật giá thật nè. Chấm chấm chấm. Nguy hiểm. Cổ Sầu nhìn Diệp Huyên trước mặt, thực ra trong lòng lại vô cùng tò mò. Với thực lực hiện giờ của hắn ta, trên đời này có thể khiến mình cảm thấy nguy hiểm thì thật sự rất ít. Hơn nữa, còn không phải là nguy hiểm bình thường, mà là cái chết. Sợ. Thực ra, hắn ta cũng không sợ. Nhưng Cổ Sầu lại không dám mạo hiểm. Vì giờ hắn ta là hy vọng của cả tộc. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng như gặp kình địch, hắn biết, người trước mặt đã thông qua mình cảm nhận được phần nhân quả kia của Thanh Nhi. Nhưng đúng lúc này,
Tuyết Linh Lung bên cạnh lại bỗng nói, sư tôn, không thể đồng ý với hắn ta được. Diệp Huyên ngó sang Tuyết Linh Lung cười hỏi, tại sao không? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, nếu thả họ ra thì sẽ có tai nạn ngập đầu. Diệp Huyên im lặng. Bấy giờ, Cổ Sâu lại cười nói, Tuyết Linh Lung cô nương, hồi đó các người có 12 thánh giả mệnh chi cảnh và cao thủ siêu cấp kinh tài tuyệt diễm như Tuyết Sơn Vương cùng khổ tu. Nhưng giờ thì sao? Tuyết Linh Lung nhìn chằm chằm vào Cổ Sầu nói, vì lý do đó nên chúng ta càng không thể thả các ngươi ra. Cổ Sầu cười rồi quay sang Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, ta muốn đi xem phong ấn của các ngươi với ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.